trên hội phát nhé. Thử trên hội phát nhé. Chưa. Đấy. Mắt toàn chỗ này toàn mắt xịn không đâu có thấy được. Toàn mắt xịn sò đâu thấy được. Thử nghe chưa? Chuẩn bị nè. Các điện thoại mà ngoài sợ. Bà thấy phát thông báo điện thoại không? À bên này điện thoại. À, cái này màu đẹp. Đẹp món mỡ chứ đẹp đâu. Cô nha, sẽ hết 29.000 luôn. Lớn bé gì cũng sale. 29.000, 39.000, sao lo mua lại bé. Hello nha, thấy được điện thoại không? Hello chị em mình, phải cái này like điện thoại không đấy? Được mà, thấy có khách coi like nè, những chị có mấy chị coi trên hộ nè, được nè. Dùng cái máy coi trên hộ tôi được không? Hello chị Thanh Huyền, chị Thanh Huyền đang xem cái like của em trên hộ đúng không? Lâu lắm mới like được trên hộ. Lâu lắm mới like được trên hộ á. Được. Lấy thằng này. Qua cái tặng. Được. Không, cả năm đâu có like trên hộ được, chị thử like trên hộ thôi. Đúng không? Chị mấy chị bên máy này đang coi, chị Thanh Huyền đang coi cái live trên hội đúng không? Thì ok đúng không? Bỏ cái do ít lên bán tặng hết đi. Cái gì quần hay gì á, lại phải cho lên bán tặng trước đi. Thử trên hội chị em mình đúng không? Ô, chị Thanh Huyền trả lời em phát coi phải đúng coi được live trên hội không? Không. Mình nghĩ là phát thử cái live trên hội là sẽ bị khóa. Rồi con này tặng đi. Ok, thấy được live trên hội kìa. Thấy được trên hội. Hồi Thanh Lý á, lâu lắm rồi, cả năm trời á mới like được trên hội á. Mỗi lần phát ra cá nhân hay trên hội là nó khóa. Rồi tặng đi, ai tặng đi 10k đi, cái này 10k đi Hằng Quảng Châu. Đúng rồi, cái nào ít view hơn á, cái nào ít view hơn á, cái nào mười mấy view á, cái này tặng 19k luôn nhé, tặng 19k luôn, sale luôn. Chị nào mà khách mới ở trên hội, khách mới thì lên thông tin nhá. Tặng 19k con này luôn. Hàng này hàng Quảng Châu, cái này đang xe 49k này. Áo cho bé trai nhá. Áo cho bé trai nhá. Size 35kg này. Sale 19, à quên rồi, sale 10k luôn. Size 35 nhá chị em mình ơi. Trời ơi. Size 35 và size 30 được hai cái thôi. Lên mã 10k size 35 và 10k size 30. Tín hiệu gì ổn không? Huy Trần có coi được không? Huy Trần có coi được không? Hello chị Hồng Anh nhá. 19 chị xin pha lên cho em cái size có hai size. Được hai size. Ưu tiên khách chúc cho khách chia sẻ nhé. Có lộ tặng 10k, tặng 10k thôi. Tặng 10k thôi. Trên hộ được đúng không? Có được đúng không? Size 30 này. Cái này size 25 thôi, sau đây size 25 thôi. Cái này size 25 thôi, tặng 10k luôn. Size 25 toàn bộ con này là hàng xịn không á. Toàn bộ hàng xịn, con này hàng kit moon này. Hàng kit moon size 2 cho bé gái này. Tặng 29k con này luôn. Áo bé trai, con này tặng 29k luôn. 29k con nào luôn. Thấy mà, thấy nhảy comment mà. Bao vô bên này, bao vô tê bóp thử. Con ok đúng không? Rồi ok. Lên con nào luôn, hàng kit moon nhé. 10k 30kg nè. Không, còn 25kg đó. 25kg cho tiết mùa đông. Tiết mùa đông. Con này tặng bé gái luôn, 29k luôn dùng nguyên nhé. 29k và size này dành cho bé nhà mình 22kg đổ về. Nha, vui quá, trên hội không bị khóa, chưa bị khóa. Rồi con này. Vừa lái vừa bóp Phật đấy. Size 2 đổ về nha, 22 đổ về lên mã gái luôn dùng nguyên nhá. Sale 29k luôn. 29k nhá, cho Phạm Hương đi. Cho Phạm Hương. Khách mới kèm thông tin luôn dùng nguyên nhá. Con này toàn hàng em bán 45k, hàng sale, hàng siêu thị này. Còn size bự nhá. Rồi bán hết cọc này sale 29k luôn. Size 30. Size 30. Hai cái này size 30. Hai cái này size 30 nhá. Lên mã 30 luôn dùng nguyên nhé. Nè, hàng này hàng sale 79k con này, em không nói deal nè. Hai con này sale 30 nhá. Lên mã sọc 30, sale luôn trẻ mình 29k nhé. Sọc 30. Chị nào lấy sọc 30 lên sọc 30 và sale 29k luôn dùng nguyên. Chị nào lấy sọc 30 được hai cái này.
Hàng 79k một con này là hàng siêu thị. Xeo 30kg. Xeo 29k. Hả? Cái chim trong Nguyệt Phạm. Cái nào bên này không thấy. Bên hội chưa thấy. Rồi lên luôn giờ này 30kg, xeo 29k. Nha, con này chắc đã lắm. Riêng hàng hàng này chị em mình khỏi phải lăn tăn. 30. Ở đâu có thấy ở đâu đó? Thấy đi mua đi cũng qua cũng đâu có thấy. Sao vô tê bót à, hai cái đều không vô tê bót được hết à? Hai cái đều không vô tê bót hết à? Cái này có cả cả gái lẫn trai, hàng lẻ tẻ rồi chị ơi. Hàng lẻ tẻ rồi nhá. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. 42 không có nhá, cho chị hàng đầu là 30 kg nè. Ok nè, 30 kg cho chị Nhung Du luôn nè, 3 phút là được. Cái này 30 kg đó nè. Ờ. Còn cái này 32 kg nè. Lên mã sọc 32 và sale 29k luôn. Sale 29k, hàng 79k nè. Nha, lên luôn dùng mã này là mã sọc 32 kg. Sale 29k nha, chị nào lấy mã này là mã sọc 32 kg. Lên rõ mã cho em nhé, bị ăn comment vào một cái 35 kg nữa. Ui size to. Size to mà sale giá 29k. Rẻ chưa? Rẻ sẵn chưa? Còn được hai con nhé. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã sọc 32 và sọc 35. Còn hai con nữa là hết và sale cho dễ mình là 29k. 29k nhé. 32. Rồi còn 35. Còn 35 và sale 29. Chị nào lấy 35 chút 35 và sale 29k. Này, cô đi nha. Trên hội phải chắc là dùng cái bút khác chứ giờ đâu. Bút cái này đâu có thấy gì đâu. Đâu có thấy gì đâu. Rồi cái này hàng lẻ còn hàng kit mua tao dùng, mà cái này còn size bé bé này. Size bé bé này size 18. Bộ này size 18. Size 49k luôn. Hàng này hàng size 69k đó. Nha, đây 49k luôn, hàng 149k hàng kit mua. Nha. Bộ này là bộ đuôi tơ size 18 kg. Bộ đuôi tơ size 18, tại vì cái này trong hàng lẻ em bỏ trong hàng lẻ nó hơi bị nhào xíu. Sale luôn chị em đuôi này 49k luôn. Sale lên 49k luôn. Đấy, cho cái mượn cái điện thoại nó coi trên hộp cũng được. Size 18 kg nha, bộ này bộ chắc đẹp lắm, hàng này hàng siêu thị nhé. Sale luôn chị em mình bộ này là 49k size 18. Thôi chịu khó cho mượn cái điện thoại đi. Cho mượn cái iPad cũng được. Cho mượn cái iPad cũng được. Sale 49k luôn. Chị nào lấy 49 lấy 49k luôn nha. Ok nhé. 49k. Cái này còn một bộ dài cho bé. Bộ dài cho bé, cái này con bộ thôi này. Size 14. Cái này size 14 nhé, sale 49k luôn. Bộ dài size 14 15 là sale 49, bộ này cơ. Cái sale bao nhiêu đây? Cái này là size 18. Size 18. Lên mã bộ dài size này dành cho bé nhà mình. 15 kg quay đặt. Sale 49k luôn nhá. Chốt lên luôn mã bộ dài lên dùng. Còn hàng đẹp thôi nhưng mà hàng nhà Nguyên Hằng không có treo. Còn bộ là đóng bao hết ấy. Cứ like xong là còn lẻ tẻ là đóng bao hết nên hơi bị nhào xíu. Sale luôn trẻ mình bộ này giá 49k luôn. Lên mã dài 49k ok nhá. Dài 49 có một bộ, chị nào lấy dài 49 chút dài 49. Size dành cho bé nhà mình 15 kg độ về là chốt ok. Dài 49. Rất lại bộ thôi. Cái này nó bị lẻ quần lẻ áo rồi. Bộ này lẻ quần lẻ áo rồi. Size 16, cùng size 16 hết nhưng mà quần nơi áo nọ. 49 cho chương thôi. Bán tặng 20 đi. 30 đi, 20 rẻ quá. Quần này áo nọ nhá. Đây luôn trẻ mình bộ này 30k luôn. 49 chương thu rồi nha. Nha, chốt mã 30 luôn dùng em ok nhá. Chị nào lấy 30 chốt mã 30 bộ chị nào. 49 à. Không, bộ dài bé là bộ hồng hồi nãy á. À, hết rồi nha. Hết rồi. Cái này em chê ở đây luôn trẻ mình là mã 20 luôn dùng em. Á lộn 30k luôn. 30 nhá. 30 bộ này còn bộ đi trẻ mình 55k. Cho mượn bớt cái điện thoại coi nè. Đang vô chứ được. Không được à. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này size 17 kg, sale 55k luôn. 17 kg hàng mango nhá, mango xịn sò luôn. Sale 25k, áo lộ 55k. Rẻ những bộ này rẻ quá chị em ơi. Đi mã 55. Cái này áo nơ quần nơ. Sale 30 đó. Áo nơ quần nơ đó. Size 15 17 kg này, sale luôn cho bé nhà mình 55k luôn. Bộ này bộ mango nhá. Không nhăn, không nhào, không rút gì hết. Bộ này mang bao trước. Hàng này em đang đi 79k. Sale luôn cho dẻo mình là 55k. Không có đâu chị ơi, những cái này là hàng lẻ tẻ rồi. Dài chút rồi đúng không? Những cái hàng này hàng lẻ tẻ rồi. Chị nào đang xem live tuyên hội tương tác lên luôn dùng nguyên xíu. Sale luôn dẻo mình là 55k bộ mango. 55k bộ mango nhá. Rẻ xả hồn luôn. Cái này em còn một cái váy. Còn một cái váy. Hàng kích môn luôn. Đây mã váy size 16 luôn. Size 49 cao luôn. Váy size 16 và size 49 cao luôn nhé chị em mình. Like luôn tối off nha. Cho video này. Chưa thấy chấm. Tên hội chắc không bị ăn comment. Nha, con này em đi luôn cho dễ mình mà.
fan hộ like được thì có thể like trang cá nhân được, đúng không? Hộ like được thì trang cá nhân like được, lâu rồi đâu có like hộ hay trang cá nhân đâu. Cái này size 15-16 sale luôn 49k luôn à, cái mua này size 69k đó, nhưng mà còn này rất là size nhỏ này, size 16kg sale 49k luôn, hàng 100 mấy nghìn. Cái này hơi bị nhăn xíu, trẻ mình bị giặt ra là ok nhé. Sale 49k lên mã váy size 16 49k luôn thì nó ok nhé. Váy size 16 49k. Cái này cũng bộ luôn, cái quần này hơi không thôi. Bộ luôn dùng nguyên size 17 49k luôn. Nha chút bộ bộ size 17 49k luôn. Còn hàng xịn chị nào mà đã mua những cái này là biết hàng xịn rồi. Nhưng mà là hàng nguyên đóng bao nó hơi bị nhào ấy. Nên 49k luôn, size này dành cho bác nhà mình 17kg. 17kg 49 cao luôn. Chốt mã 17kg 49 nhá. Cái bộ này sót lại bộ dài này, chắc là chị em mình mua để dành. Hàng này hàng máy tiền, hàng 95k đúng không? Hàng 95 bộ dài này đúng không? Size 80. Size 80 sót lại bộ đi. Size 49 cao luôn. Bộ này size 80kg nha. Bộ này là bộ quần dài nha. Sale luôn 49k luôn, tổng xả luôn. Lẻ tẻ còn size nhỏ này bỏ ra 49k. Chứ giờ hiện tại mà bộ bé size to là không có còn nữa. Size 49k nó chứ chị em mình nhé. Cái hồi nãy về cái quần của cái áo này ở đây, đây trong bộ. Đây trong bộ đúng không? Cái này cũng quần nơi áo nơi rồi nhỉ. Quần nơi áo nơi rồi. Giờ mới thấy tiên hội hay ra. Đấy, bỏ không phải, cũng phải luôn. Tập này em đi luôn trẻ mừng luôn nó 35k luôn dùng nguyên nhé. 35. Bộ 49 kìa ba. Chị Triều Tiên hồng nè. Bộ 49 là bộ hồng hay bộ gì đó chị Triều Tiên ơi. Lên rõ mã cho em nhé. Không chốt được thì bị ảnh comment biết. Bị ảnh comment liên tục. Sọc hồi nãy bộ áo sọc 35kg chốt rồi đúng không? Bộ 49 kèm màu luôn dùng nguyên nhé. Bộ 49 kèm màu, bên này bị ảnh comment quá. Cái này size 15 đổ về size 35k. Hàng kit nhá, hàng kit full nhá, size 35k con này luôn. Nha, lên mã áo luôn dùng nguyên nhé, bộ hồng chị Triều Tiên. Bộ hồng 49k Triều Tiên. Cái này nguyên đang còn size đến 20kg này. Nha, lên mã hoa cúc size 35k luôn. Size đến 20kg nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên là ok nhé. Lên mã cúc kèm luôn dùng nguyên số ký từ 14 đến 20kg là ok. Em like nó chưa nay nhé, tối em off nhé. Nên là chị em mình tranh thủ mua được cái gì rồi tranh thủ vô để đi đơn nhé. Con này em tặng 35k luôn. Tặng 35k thì không thể nào đi nhập được rồi. Hàng này hàng 89k một con. Sale 35 nhé. Chị nào lấy cái này lên mã hoa cúc 35. Giống như là mình đang nói chuyện mình nhưng mà lên cho nó cực. Sale 35 luôn. Cái này Không. Hoa cúc lấy số 67 cho chị Bảo Yến. 67 cho chị Bảo Yến. Số 67 cho chị Bảo Yến. Lấy số 45 chị Tuyên Nguyễn. 45 chị Tuyên Nguyễn. Sáu bảy cho chị Hoa Thảo. Cái này bóc cái gì? 67 chị Hoa Thảo. Đi trẻ mình chỉ có 35k một con thôi. 67 cho Hoa Thảo. 34 cho Tuyên Nguyễn. Đây là 45 cho Tuyên Nguyễn rồi. Hoa Thảo đây. Không, nhà em không cho gom đơn lao đâu chị ơi, tranh thủ gom thêm em đi đơn. Không thấy ai comment à, em lên, đúng là bị ảnh comment. Em không gom đơn nhiều đâu chị ơi. Lưu ý giùm em chỉ đơn dồn, ví dụ trưa nay like mà em tranh thủ đem like thêm phát nữa nè. Để cho chị em mình gom vô đi đơn đấy. Nên là em không gom đơn tới mai nhá, lưu ý luôn dùm nguyên. Cái này size 14kg, size 49 cao luôn. Size 14kg, cái này chủ yếu là size nhỏ thôi. Size 14kg, size 49k, em không bao giờ đi nhập ra được hàng 4, hàng 5 con này. Hàng kit moon nhá. Còn chủ yếu là size nhỏ, size 14-15. Size 49 cao luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã bộ bé bé. Bộ bé size 14-15. Size 49. Chủ yếu là những cái này là em còn size bé. Bộ này cưng. Bộ này cưng còn bộ. Vì ảnh comment nhiều lắm nên là like hơi mệt. Nhiều chị vô là chỉ thấy có mình comment thôi. Bộ 14 gì Thương Quỳnh. Thương Quỳnh luôn. Bộ 14 bộ nãy. Bộ này cưng. Bộ này em sale nó 69 cao luôn, hàng 85. Sale 69 cao lên mã gấu vàng luôn dùng là ok nhé. Gấu vàng size 22. Gấu vàng size 22 nhé. Cà rốt em hết rồi. Con này gấu vàng size 22. Sale luôn cho dẻ mình con này luôn 69k luôn.
hàng này em đang đi là 85k bộ này, bộ có tông tàu nhé, sale 69k luôn nha. Chị nào lấy mã bộ gấu vàng comment lên mã bộ gấu vàng luôn dùng ok nhé, sale luôn cho chị em mình là 65k, 69k. Bộ này size 2, bộ này size 2 nhé, đây mã bộ bé size 2, cái này sale 49k luôn. Cái này chị em mình về về ấy lại xíu, tại vì nó hơi bị nhào hàng nguyên đóng bao đó, nên là hơi bị nhào xíu. 24kg có đó, 24kg có rồi nhá, lên luôn dù này. Bộ cao em thấy 8kg rộng, 8kg rộng, bộ bé size 2 49kg thì chiều tiêu. Những cái này là những cái giá em xả thôi, nó cứ rớt rớt lại cá hai cá em xả coi cho nó gọn luôn. Bộ cam phía sau 59k chị, 59k. 35k không có, 35k chuyển những cái mã này chị Bảo Yến này. Hàng này cũng là hàng siêu thị này, mà em đang đi 59k thôi. Nhưng cái bộ này 35k phát sai đó. Còn hai cái bộ này 18k sau. Cái này em sale luôn 30k luôn, 29k luôn đi, 29k luôn đi, size 17. Tức mã 29 size 17 đi. Bộ này có tay. Bộ này có tay. Đúng rồi, thấy mình comment. Trong khi bên này nó vẫn nhảy comment này, nhưng mà nhiều chị vô like là chị thấy có một mình comment thôi. Thì ảnh comment đó, Facebook bên này nó chán. Bộ cam, lấy bộ cam này xây nhỏ thì cho chị Hà tạc. Bộ nó đẹp lắm, hàng đó là hàng siêu thị nhé. Hàng siêu thị nhỏ. Lên mã 29 luôn dù nguyên nhé. Bộ này xây cho bé nhà mình 17kg, 17kg là ok, 17kg ok nhé. Lên mã 29 cao luôn dù nguyên 17kg. Và cái này 15kg nha, xeo 29k. Rẻ chưa, bộ này bộ dưỡng, bộ này chắc ok, chắc ok mà rẻ 29k nó luôn. 29 chị Vy Phương. 29 chị Vy Phương. Con này là size cho bé nhà mình 15kg, lên mã 15. Bộ này 59, cái này 29k. Ôi rẻ quá. Bộ này rẻ quá, sale luôn chị em mình 29k luôn. 29k luôn. Rồi tiếp bộ này lên luôn dùng đi. Bộ này size Vy Phương. Còn bộ xanh 29 nhé, chị nào lấy xanh 29 hay xanh 29. Bộ này size 2, còn bộ này lúc nãy chị nào lấy bộ size 2 này 49k luôn. Đây này, toàn bộ nhà em đóng bao cam á, cứ like xong rồi đóng bao cam nên là không có treo nên là hơi bị nhào xíu, nhưng mà toàn bộ hàng xịn thôi. Hàng này hàng siêu thị nhé. Lên mã bộ bé size 2 đổ về 49k luôn. Phải hàng này em đang sale dễ mình là 69k nha, sale 49k cái bộ này luôn nha. Đi sỉ không bao giờ có giá này hết, chủ yếu là còn lẻ tẻ nên em sale thôi nha. Bộ bé size 2kg có một bộ cho chị Thương Quỳnh. Bộ nguyên đang mang là 59k chị Nguyễn Vương ơi, 59k. Rồi bộ size 18, bé gái size 7 lắm chị Thảo Nguyễn ơi. Ủa sao vô hội cũng thấy toàn khách quen của mình không trời, đâu có thấy khách lạ đâu, toàn khách quen của mình ở bên hội không á. Size 18 nha, lên luôn dùng mã gái size 18 49k. Size 30 không có đâu chị ơi nha. Bộ này size 18, chị nào lấy 18 49k nốt luôn nha, chị nào lấy lên luôn dùng nguyên. Cái này em sẽ nốt 35k này. Rồi cái này rẻ quá nè chị ơi. Còn một bộ gái size 18 22 hết rồi chị Hoa Thảo ơi. Cái này size 15, cái này cưng lắm. Cái này 18 hả? Cái này 18. 18 cho Bảo Yến. Này, cái này cưng lắm. Cái này hàng Kidmoon nhá. Size 15. Size 35 luôn. Lên mã hồng đậm, lên mã đậm 15 luôn dùng đi nhá. 27 ký không có, những cái này em lẻ rồi. Lên mã đậm 15, đậm 16. Và đậm 22. Có 3 cái thôi, size 35 luôn. Hàng kết môn nhá, hàng này đang sale 80 mấy nghìn con này. Hàng này giá 89 càng con. Lên mã đậm kèm size, size 2, size 16 và size 15 có 3 con thôi, vải rất là đẹp nên là chị em cứ yên tâm. 35 nhưng mà chị em mình nghe giá là tưởng hàng chợ nhưng mà đang hàng chợ nhá. Hàng chợ không có những cái mã này. Nha, 15 chị Tiên Nguyễn. 15 cho Tiên Nguyễn. 15 chị Nắng Mùa Hè, 415 đó. Rồi còn cái size 2. 35 ca. Nha, còn cái 45 ký có. Đồ bé trai 45 ký có, cái hàng 119 nghìn. Đồ 119 nghìn. Rồi còn một cái hồng đậm này size 3, size 22 ký nữa thôi là hết. Còn hồng đậm size 22 và size 35 nhá. Chị nào lấy hồng đậm size 22. Còn một cái 22 ký nữa là hết nhá. Rồi nhá, lên luôn chung mã này, mã nhạc luôn dùng nguyên kèm size. Nhạc kèm size size 35, size 17, size 15, size 17. 22 cho chị Hoa Thảo luôn. Hoa Thảo luôn. Rồi cái này từ 14, 16, 17 ký là có size. Lên mã nhạc luôn dùng nguyên nhá. 35k gọn luôn. Nó đẹp lắm nè chị em cứ yên tâm nha, đẹp lắm, hàng này là hàng siêu thị. 35k nốt luôn. Nhạc 17 chị Bảo Yến. Nhạc 17, nhạc 17 chị Bảo Yến. Nhạc 17 cho chị Bảo Yến. Rồi nhạc 15. Nhạc 15, nhạc 17. Tạm hết rồi. Và nhạc 16 còn được 3 con. 35k con thôi chị em mình nghĩ ra con này không. 35k nhé. Nhạc 17 chị Lê Yên.
Ai làm sao luôn. Cho chị Lê Yên. Rồi còn nhạc 16. Nhạc 15 cho chị Tiên Nguyễn. Nhạc 15 chị Tiên Nguyễn. Rồi còn nhạc 16 nữa là hết. 35 ca nữa. 35 ca con rẻ quá. Nha chị nào lấy nhạc ở đây nhạc lên dùng nhé. 35 ca. Ai lấy nhạc comment nhạc lên dùng nhé. Rồi lên luôn chung ảnh này là mã nát. Con này bị dơ xíu này. Con này bị dơ xíu một bên này. Cái này em teo luôn. Nha lên mã dơ luôn dùng nhé. Cái này bị dơ xíu bằng tay. 17 kg. Cái này để cho bạn nhíu ta. Bạn nhíu cái màu này rồi. Chị Lê Yên có rồi, quần đùi bé gái khó nhưng mà còn phải to thôi. Cái này bị dơ xíu lên mãi dơ đi tặng 10k đi. Cái này chị em về giặt dùng nguyên nhất, 17, 18 là ok. Lên mãi dơ 10, dơ 10 dùng nguyên nhất, dơ 10. 16 chị Mỹ Nguyễn. 16 cho Mỹ Nguyễn, dơ 10 nhé. Chị nào lấy dơ 10 lên dơ 10 luôn dùng là ok. Rồi cái này nhạc 15. Còn nhạc 15 và nhạc 17, 35k nhé. Rẻ quá chị em ạ. Còn được 2 tên này. Hả? Ờ bị ảnh comment liên miết mà thôi thế tre bát à. Cái này cũng có hai con thôi, đây mãi nhạc luôn dùng cái kèm size 35.000 thì nó quá là rẻ. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này màu đậm size 16. Những cái này thì nên mua mấy con cho nó vì nó quá là rẻ. 16 17 18. Cái này có 3 con. 30 à, 30 hơi bị rộng đó chị Nhật Thanh ơi. Cái này 30 kg vẫn rộng nha. Chị ok thì chốt thôi, cái này là hàng rộng bị rộng. Nhạc 17 cho ai? Bảo Yến. Bảo Yến à, ở đâu không thấy ta? Cái nào nãy cũ nhạc rồi à? Cái nó cũ rồi. Cũ rồi. Cũ rồi. Rồi nha, chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng nhà kèm size. Đậm này 18 hả chị? 18 cho chị Lê Yên. 18 Lê Yên. Cái này phải tầm 35kg đổ lên. 59 thì mà tầm 35kg đổ lên ok nhé. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên luôn dùng 35k phải quá. Cái này like cho vui thôi nè. Like cho vui chứ like xả đó. Lo cho vui cho đó. Cái này có một cái nách này, xe nó luôn. Cái nách này xe 18. Có chợ nhưng mà xe nhỏ, không có xe lớn nữa chợ. Cái này hàng lẻ nhà em hết xe lớn. Hết sạch tình xanh xe lớn rồi. Xe lớn thậm chí là không sale giá cao thì khách nhận nguyên bản chốt. Vì so với giá thị trường thì nó rẻ hơn nhiều. Cái này xe 18, xe 35. Nha lên mã lỗ 18 và xe 35k. Chị nào lấy lỗ lên lỗ dùng nguyên nhất. Cái này em còn 13 con. Xe 30 luôn. Xuyên đùi bé gái em không? Xuyên đùi bé gái em không? Chỉ là còn size nhỏ thôi. Cái bữa này không có hàng size to thì. Cái này size 30 luôn. Cái này có 3 con và size đến 60. 3 con nhá. Đây mã nách 30 luôn dùng em có 3 con thôi. Chị nào lấy nách lên nách luôn dùng em nhá. Sót lại đúng 3 con nách. Chị nào lấy nách lên nách luôn dùng em. 30k con này. Chị lấy nách lên nách. Còn trẻ mình muốn to thì trẻ mình lấy những cái bộ size 35k đó. Bộ size 35k mà bộ thể thao ấy. Cái này có cái màu mới này. Cái này sale 39k này. Bộ này có size này. Đến 22kg. Nha có chữ khác nữa. Cái này nhiều màu. Chị nào thích cái này lên chung ở 39k nhé. 39k kèm luôn dùng số ký là ok. Con này thì sale 39k. Cái này chắc là thay bao hết rồi. Nách hồi nãy cho chị Thương Quỳnh. Nách chạm nách, à, nách 30 hay là cái nào chị ơi? Nách 30 đúng không? Nách 30 thì lấy nách 30. Cái bộ này em còn ít này. Và size này đến cho bé nhà mình đến 22kg. Cái này có nhiều màu lắm. Sơ chị em 39k. Chị nào thích thì lên luôn dùng mã 39 kèm luôn dùng số ký là ok nhé. Sơ 39 nghìn nha. Ôi còn một bao bộ thử tắt nách nữa đâu rồi. Nên vô rồi hả ông Nguyễn? Ok. Cậu bé bỏ ra 2 bao cam rồi đó. Thế có hồi nãy em thấy có một cái bao tắt nách mà. Nách 30 ok thương quần có rồi nha. Chị Hà Lê. Hà Lê bộ bé trai 20kg. Nào. Ghi lại. Tốt sai sao còn sai ngồi đó mà. Gấu này 85k. Size 18 cái này em sale luôn chị em mình 65k luôn. Đây mã gấu bộ này bộ có tông tàu. Hàng này giờ chỉ có rớt rớt lại thôi. Bộ này có tông tàu nhá, sale luôn cho chị em mình con nào là 65k đó. Nách cái nách là cái lụa bộ bé trai à. Ừ, lụa bé trai. Nách chị Thương Quỳnh luôn. Bộ này em sale luôn cho chị em mình là 65k. Bộ này đẹp. Bộ này có tông tàu. Hàng này em đang đi 89k. Và những cái này em chỉ sale trên line nhé. Lưu ý, vui là sale trên line này thôi. Chứ bình thường em không bán giá này. Đấy, chị nào lấy cái này thì lên luôn cho em nhé. Gấu 18 cho chị Lê Yên. Gấu 18 chị Lê Yên. Cái này không biết là kiểu gì thôi chị em mình tự biết vô bộ đi. Cái này, cái áo không là em sale chị em mình là 59k rồi. 65k. Cái áo không là em sale 59k rồi. Nhưng cái quần này ở đâu, trong cái bộ nào. Cho đây vô bộ đi. 50k luôn. Nha, cả nguyên bộ đây. 50k nha. Coi như là em sale cái áo và em tặng kèm cái quần size 60.
hàng thái 779, à quên lộn, đúng rồi, 779 là em đang lên cho trẻ mình là 59 càng con đúng không? Tài nguyên kèm tặng cho trẻ mình cái quần này luôn nha, chúc bạn 50 luôn dùng đi. Đấy, cái 30 em có nhưng mà hàng đắt, hàng 130 nha, chúc bạn 50 luôn dùng, ok, chúc bạn 50 luôn dùng đi. Rồi nha, cái này em có một cái xe nhỏ, cái này xe gì, Kim Anh đặt, Kim Anh đặt, con này xe 29 cao luôn, xe nhỏ nhé. Bộ xuất hàng có 30 kg, em không có bộ xuất hàng 30 kg, bộ xuất hàng giờ hiện tại còn size tầm 18 kg độ về là có size, 18 kg độ về là có size. Con này xe nhỏ nhé, xe 29 cao luôn, nó đẹp lắm, hàng này toàn hàng xịn không, xe 29 cao riêng luôn nha, chúc 29 riêng size S, size dưới 50 là chị em cho ok, ngắn nguồn hàng lên, nắng nguồn hàng 29 ca viên lên, bán cho nó bay á. Cái này em còn cặp xe 34, bộ gấu 30 kg chắc không còn nữa chị. Cái này xe 34, cái này ngực xịn 145.000 một cặp, cái này em sale luôn chị em là 105.000 một cặp, ngực xịn luôn, ngực xịn dùng nguyên nhá, size này xe 34 nhá, lên mã ngực xịn 34 luôn dùng, cái này em đi nguyên cặp nhá, 105.000. Bộ gấu chắc là không còn ấy chị Thanh Hằng Lê ơi. Nó là những cái mã lẻ tẻ. Ấy đây 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 đây. Đây có bộ gấu này. Sau cái bộ chữ nổi nó kìa. Sao cái bộ chữ nổi nó còn bộ chữ nổi một cái với lại. Rồi nhá, lên mã ngực size 34, nếu chị nào lấy ngực 34 chút ngực 34 luôn dùng đi. Còn cặp. Đó với bộ chữ nổi luôn. Cặp ngực size 34 nhá. Em sale luôn chị em mình, cái này bỏ riêng Huyền nè. Cái này còn về size cái này chị Tây Phương. Tây Phương. Rồi cái này em còn hai bộ hàng treo nè. Hồi nãy xe bộ này 69 cả. Xe 18 còn bộ này. Gấu xe 18 em đang còn bộ. 105. Gấu xe 18 hiện tại em đang còn bộ nhé. Chị nào lấy gấu 18 comment lên gấu 18 luôn dùng em nhé. Em sale luôn chị em ơi, bộ này 69.000. Hàng 85-89.000. Bộ này buộc có thông tàu. Chị nào lấy gấu 18, chút gấu 18 luôn dùng, ok. Những cái này còn rất rất đại. Rồi bộ này treo bữa giờ bao nhiêu khách hỏi này. Nhưng mà chưa like. Bộ này treo bữa giờ luôn, size 2 độ về. Đây mã bộ chữ nổi luôn dùng nhé, sao chị em con này 69 cao luôn. Bộ chữ nổi này chắc của nó chắc có trong tầng. Ok chị Vy Phương có rồi nha. Có rồi đấy chị ơi. Chốt lên luôn dùng mã này là mã chữ nổi nhé. Em sale luôn trẻ mình nguyên bộ này giá lên luôn là 69 cao luôn, hàng 89 ca không. Sale 69 ca cho nó gọn. Lai giống như cái thời mới lai á. Có vài người xem nhưng mà ở trong thì không biết làm gì. Bộ to này, bộ to này hàng 130 này, bộ to 130 này, cái này em đi luôn trẻ mình 101 luôn, còn bộ thôi, còn bộ size 35 kg. Bộ này bộ xịn đấy, hàng công ty nhé, lên mã 110 luôn, 110 nhé, thì nào lấy 110 lên 110 chữ nổi thì ngay dương 69, ngay dương 69 69. Rồi lên mã 110 luôn dùng xe 35. Bộ này chắc đẹp lắm, chắc cứng. Lên mã 110, 3 phút trên hội thì có. Chị nào xem like trên hội tương tác lên xíu nhé. Có thể có bị ảnh comment không chị em mình. Trăng công sở. Công sở hả? Chị Bảo Yến đây. Rồi lên mã công sở. Đâu có, em đâu có like đồ bé đâu. Em like lẻ tẻ đủ các kiểu hết. Cái gì cũng có hết. Chứ không phải like không đồ bé. Cái mã này mã công sở, xe 55 độ về, xe 65 luôn. Hàng này em đang đi 89k. Con này em đang đi 89k, em xe chị em 65k, 65k thôi. Đây mã công sở luôn, toàn hàng đẹp thôi. Hàng này nói chung là em đã like qua rồi, rất mẫu lại. Còn một bộ này hàng hãng. Hàng này hàng xã có khách chốt rồi. Hàng này em đang sale mấy tiền? 105.000. 105.000, đây mã bộ hãng luôn, dùng xe 52 độ về. Bộ đáy mình mua rồi chắc phê lắm. Đây này là hàng giãn nhá, giãn mango, ử mango nhá. Cái này nguyên sale này, bộ nguyên đang mang là sale 59k luôn. Công sở cho chị Võ Ngọc Anh, công sở Võ Ngọc Anh. Rồi cái này đây mã bộ luôn, dùng bộ hàng hãng 400 mấy nghìn, công sở 65 nghìn, 470 nghìn. Bộ này sướng lắm, cái này còn bộ và hàng này hàng khách chốt rồi nè. Sale 52-55 nhá, đây mã bộ hãng, cái này em sale luôn chị em mình là 89k luôn, 89k luôn. Em chưa bao giờ mà nhập được ra đầu 8 cái mã này hết. Bộ này hàng khách xã mà cũng hết mã đó rồi, sale 89k luôn nha. Lên mã bộ 89k là ok. Đây có một bộ bé, bộ nguyên đang mang là sale 59, hàng siêu thị luôn. Nhiều khi chị em mà mới mua tưởng hàng hàng sổ hàng chợ luôn.
Thầy tay hai. Bên nào? À không không, không có nhu cầu nhé. Đi làm cái tử mất thôi. Tử nó đi làm tắt nó đó. Điện miết. Đi cái tử, đi lờn cái tử luôn. Rồi nhá, bộ này em xem chị em mình luôn, size 2kg, đi chị em 55k, hàng kit mua nhé. Size 2kg, bình thường cái này là lên hàng không có hàng chốt này. Đi luôn chị em mình bộ này 45k nha, xe con chạy mà nó 45k. Bộ hãng mà xe máy, bộ hãng xe máy mà đứng đơ thế. Con áo này em xe chạy mà nó 29 sao luôn, 29 sao con nào luôn. Ở trên hội sao ta, chắc 6 view ta. Tại 2 cho Khánh Minh. Thấy 3 bộ cho chị Miyazu CXL. Miyazu CXL 3 bộ à? Ừ. Con đây nè, CXL thì là 3 bộ một màu đó. Ừ. Mùng đi. Cái này xem 29k luôn, size 62. Lên mã chữ đỏ nhé. 29k và size 62. Còn lên mã 29k luôn vậy nhé. Không xả luôn cái bao này luôn. 29k và size 62. Lên mã này là bộ bộ thun thái của bán. Bộ thái lận nhá. Size 65k luôn. Không tính cho chị Minh Ngọc. Bộ thái cho bé size 30 đổ về thôi. Size 65 cao luôn đi. Nha, chị nào lấy thái bé lên thái bé luôn, dùng nguyên bộ này bộ lửng nhé. Bộ thợ lửng sale trẻ mình 65k size 30. Bộ này là bộ thun thái. Hàng sale 89k đó. Đây mã bộ thun thái, chị nào lấy bộ thun thái cho bộ thun thái luôn thì là ok. Sale 29k áo trắng luôn, đây mã đáp trắng 29k luôn. Này rớt lại cho em cũng hết hàng. Lên mã đáp trắng 29, chị nói đáp trắng 29 lên dùng size 62 đổ về là ok nhé. Chúc mã đáp trắng 29 cao luôn dùng bộ thun thái mà khách không chốt thì. Ngày như sao ta? Người ta có like giống như mình không? Sao vậy? Bộ thái đùi. Sale luôn. 75k. Thái đùi này giờ là không còn hàng. Đây mã này bộ thái đùi size 62 đổ về nhé. Sale nó 65k, chị nào lấy thái đùi lên thái đùi luôn dùng nguyên là ok nhé. Sale 65. Đấy, chị nào lấy thái đùi sale 65 lên luôn dùng nguyên. Đang nữa không? Trời, sao mà buông dây trời. Không có ai hàng nữa. Chắc là tương tác này là nghỉ vài ngày. Tình ơi. Con này lên mã nam xịn. Thái đùi cho chị Bảo Yến. Bảo Yến. Sáu mươi sáu mấy nghìn rồi đó. Sáu mươi lăm nghìn, 79 nghìn. 65 nghìn là bộ lửng cho bé. Trắng đáp cho chị Nga Dương. Trắng đáp 29 cho chị Nga Dương. Con này nam xịn size 55 đổ về có ok. Size 45k luôn. Hàng này hàng em đang size 95k. Hàng này em đang size 95k. Lên mã nam xịn luôn dùng nhưng mà ok nhé con cái. Nam xịn. Không có 22 ký vàng nào. 22 ký vàng chốt rồi đúng không? Chốt rồi chị ơi. Rồi lên mã nam xịn luôn dùng em nhé. Con cái. Phải không? Cái này mới 65 chứ. Thái đùi là cái này thái đùi còn cái này lẫn. Thôi ghi chị 65 đi. Ghi chị 65 đi. Con này đi 55 à 45k luôn đi. Chút lên 57 ký đổ về nhé. Lên mã nam xịn luôn dùng là ok nhé. 45k. Nam xịn. Thì Memery. Bộ này lanh hàng hãng. Lanh hãng nhé. Lanh hãng hãng. À, Yến, Yến, đọc. Đọc lột một xíu thôi mà. Bộ lanh Gia Huy. Xe 52 đổ về. Xe con chị em bộ này là 65k luôn. 65k, nam xịn em hết rồi. Xe 65k luôn nhé. 45 em hết nhé. Lên mã này là mã bộ lanh hoa cúc nhá, sale luôn trẻ mình là 60 70k đi. Nhiều hồi em đọc cái giá trẻ mình comment cái giá vô luôn dùng em nhé. Ưa cái giá nào đọc giá đó. Hình như áo nam em nhé, còn góc nó còn ít ít cái gì. Cái góc nó có nào mà còn lên cái áo nam này góc nó đi. Cái áo nam nó hình như mình còn rồi. Trong cái túi jeep xịn xịn á, áo nam xịn á.
Còn không? Coi cái góc nó còn áo nam thì bỏ lên xe. Rồi lên luôn mã rip luôn dùng nguyên nhé. Sai dễ mà 52 đổ về xe 29k. Chị nào đang có đơn hàng chốt nhé. Không còn nữa đâu. Cái này chị nào đang có đơn hàng chốt những cái mã này nhé. Áo đen 45 em hết rồi. Đen 45 em hết rồi, đen 45 hết. Con này 29k luôn, bỏ rip. Riêng nam không? Đó, rút ra đi. Mã khác cũng được. Bỏ ra luôn, rút ra cho luôn. Rồi con này bán tặng luôn. Cái này em có mấy con? Cái này nam ăn được, nữ ăn được. Cái mã Mickey 29 thì bà 29 cho Bích Thành Nguyễn. Con này chắc đẹp lắm, xe 62. Cái này nam ăn được, nữ ăn được nhá. Sell nát luôn, ra mã chữ 29 cao luôn. Chị nào đang có đơn hàng chốt nhé. Chữ 29 cao luôn nha. Hàng này hàng tàu khô, hàng 69k đó. Ra mã chữ 29 có 1, 2, 3, 4 con. Chị em mình nhìn túi tiếng là chị em mình biết nè. 4 con. Đây mã này 29 cao luôn nha, 29 cao luôn. Chốt mã số 4 mới dùng là ok nhé. Có 4 con. Lên mã 29. Lên mã số 4, 29 cao. Chị nào lấy mã số 4, lên mã số 4. Còn mấy con áo Bologna. Lên mã số 4 luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy mã số 4, lên mã 4. 29k. Con nó xây 62 đổ về và cái chữ nó nam mang được và nữ mang được luôn. Đúng mã cho em nhé. Phải không? Chị Khánh Minh đúng không? Thế chị Khánh Minh con. 29k chị Khánh Minh con. Siêu rẻ, con này siêu rẻ luôn thật sự. Còn áo Bologna. Bologna. Lại tải tới cho luôn. Cứ like đằng tèm 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 với chị. Tối nghĩ. Con này size 62 đổ về. Áo Bologna nữa. 69k luôn. Con này đang đi 79k là giá sale. 69k và size 62 đến 65 cho size HXL nhé. Đây luôn chị em mình là 65k luôn nè. Thế. Lại tải. Chưa phải. Bồ đỏ nó không có size đâu chị ơi. Polo xịn nhá. Đang đi trẻ mình 79k nè. Xe luôn trẻ mình con này nó luôn là 65k nhá. Chị nào lấy polo size 2X, size 62, 65 chút ok nhá. Chị nào lấy polo nam 65 chút lên luôn dùng luôn. Ok, cái này có 1 con. Thì chị Phương Nguyễn. Còn 1 con. Còn 1 con nhá. Và em xe 65k luôn. Ừ, Huyền Huyền bỏ mấy cái chân váy nó lên cái bao bên kia đi. Lúc hai chân váy bỏ lên kia kia. Nguyên còn 1 con. Còn một con size 2X nhé. Chị nào lấy cổ nam hoặc polo nam size 2X. Trời ơi. 65k thì mấy cái nhận được chị em mình. Còn một con nhé. Đây mã cổ nam 2X luôn dùng size 65. Em like trưa thôi nhé. Tối em ốp này chị em mình có đơn gì á, tranh thủ chốt thêm cái hai cái để em đi đơn nhé. Em nói trước nha. Để ngày mai chốt đơn đừng bảo có một cái xong xả ra mất công á. Mất lòng như thế thằng coi không chốt đơn nữa. Rồi con này. Size này dành cho nam nhà mình tầm khoảng 62 đổ về nha. Lên mã trắng 65 luôn. Những cái này mấy khi mà xả như thế này chị em mà nó 65k trắng luôn. Chị nào lấy 65k trắng chú lên luôn dùng nguyên là ok. Teo 65k và một con màu đen 65k nóc luôn. Ai chưa có thì lên luôn dùng nguyên. Cao nam xịn nó hết sẵn sao nào. Là một. Cái nam mà cái túi giúp xịn xịn á. Hết rồi. Trắng cho Bích Hàng Nguyễn. Đen 2X cho chị Yến Mary. Yến Mary. Trời. Con này 75k. Con này xịn sò này. Cho 55. Bộ đùi em mang còn. Lấy đi chị Hồng Phụng này. Bộ này bộ hàng hàng siêu thị. Lớn bé gì mang cũng được hết. Trắng em hết rồi. Bộ này lớn bé gì mang cũng được. Mình chỉ có 59k thôi. Con này 69k luôn, size 55. Đây mã lửng 69k size 55 nhé. Chị nào lấy lửng 69 chút lửng 69k luôn dùng size 55. Con này hàng khách xã này. Lên luôn dùng này size 50 đổ về. Cái này em bán tặng luôn chị em 39k luôn, size 50 đổ về nhé. 39k con này luôn, size 50 nhé chị em mà nói. Lửng cho chị Hồng Phụng 69k này. Màu này. Màu hồng với lại màu xám. Polo 2X em hết rồi chị Nga Dương ơi. Hết rồi. Con này 39k luôn. Cái thì rớt mẫu lại cái 39k xả luôn cho nó sạch con. 2X hết rồi nha. Pin chính tắt cái này chị em mình nhỏ nhỏ con xíu tầm 48 đổ về. Hoặc là chị em mình mua về cho bé hàng 135 nghìn. Sale luôn chị em mình 79k. Áo tàu à. Áo tàu nó kệ bỏ lên sale đi. Con màu hồng. Con màu cam. Màu xám. Còn hồng đậm hơn xíu này, màu cam màu xám chị lái bao nhiêu chút. Mà 59k nó thật sự siêu rẻ luôn, lâu lâu mới có hàng này thôi.
lâu lâu mới sang hàng này. Lan đùi em còn. Rồi Lan luôn dùng con này 79k luôn. Chị nào lấy mã 79 chút lên mã 79k luôn dùng nhé. Hàng này là hàng chính tắc nhé. Hàng 135k cũng nhé. Xe 79k luôn. Rồi bỏ Lan đi chung. Đây này. Được. Con này xe 49k luôn. Không chị ơi, em lên lẻ tẻ thôi. Không lên cố định cái gì hết. Thì em nói là còn màu này, màu hồng đậm và màu xám, ba tông màu. 35kg có đó chị Võ Ngọc Anh ơi. 59k thôi. Con này xe 49k, hàng 69k, hàng túi giết xịn. Lên mã tàu hoặc là chữ đen nhé, xe 49. Con này hàng túi giết xịn. Lên mã chữ đen, xe 49k. Chị nào lấy chữ đen 49, chút chữ đen 49k luôn dùm. Cái mớ này mới hàng lẻ đây. Hàng lẻ tẻ rất lại đây. Đây cái nữa này, bỏ chung vô chỗ này. Đây cái nữa. Nó ri cũng có hai size thôi chứ mấy chị. Có hai size chứ mấy. Có hai size thôi. Bộ màu Nguyên đang mang size CL Võ Huyền. CL hả? À, cho chị Võ Ngọc Anh. Cho chị Hồng Phụng 4 màu, 4 bộ 2 màu. 4 bộ cho 2 màu. Hồng Phụng 4 bộ cho 2 màu. Ô bộ Thái này. 4 bộ cho 2 màu. À áo không phải bộ. Con này áo Xuân Thái không phải bộ. Cái này em sale trẻ mình 55k. Thái vệ 79 là hàng 89k này. Sale luôn trẻ mình con này 55k luôn. 40kg có. Mà 59k hiếm khi nào mà có bộ size to lắm thì trẻ mình tranh thủ mua. Và hàng này là hàng siêu thị mà đi 59k thôi. Size 40 là ít khi nào có hàng. 40-45 là hàng đắt không. Hàng 130-140 hết đấy. Mà đi 59k. Con này em đi trẻ mình 55k nhé. Lên mà Thái vàng. Thái vàng 55 nha, Thái vàng 55, chị nào lấy Thái vàng, Thái sáng. Những cái này lại đã sai lại rồi. Thái 779 nhé, Thái vàng, Thái sáng. Thái số 2 đổ về nhé. 55k. Thái đỏ, cái này có 3 con, chị nào lấy Thái lên Thái vô nhé. Xeo 55k một con nhé, chị nào lấy Thái lên Thái. Cho thêm một miếng nước nữa. Cho thêm một miếng nước nữa. Cái này bò này em xeo chị em 39k, phôm rộng, phụ mông giấu quần Trung Thái. Bò nhá, phôm rộng phủ mông dấu quần, con này là thun Thái xịn nha. Xe luôn trẻ mình là 39k luôn, chút mã bò luôn dùng là ok đấy. Bò 39k. Chị nào lấy bò lên bò dùng nhá. Thái vàng thì chị Bảo Yến. Thái vàng chị Bảo Yến 55. Bảo Yến 55. Lên mã nam công ty nhá. Xe này xe số 2. Tặng 29k luôn. Tặng 29k, con này áo nam hàng công ty nhá. Tặng 29k. Lưu ý là những cái này em chỉ bán trên like nhé. Lâu lâu sale giá này thôi. Nhiều cái em sale lỗ, like cho vui thôi. Thái đen cho chị Lưu Vũ Lan. Thái đen bỏ đâu rồi? Đâu có thái đen. Còn không, con này áo nam. Con này áo nam. Con này áo nam sale 29k. Bò cho chị Nguyễn Tâm. Bò chị Nguyễn Tâm 39. Nam cho chị Yến Mary. Nó làm xe 29k thôi. Con này đủ lắm. Chắc này đẹp. Chắc này là cốt tông xước nhá. Không lận 6 người coi. Ta cho vui với mà. Dừ cái máy để ra. Xe này 57 đổ về là chị em cho ok. Tặng 39k luôn. Con này chắc của nó chắc cốt tông xước nha. Còn hàng đẹp không á, nhưng mà là lẻ mẫu ra rồi, em like qua xong rồi rớt mẫu lại cái là em sale đó. Nha, 39k đen luôn, chị nào lấy đen 39, chút đen 39k luôn được nhé. Đen 39 có 1, chị nào lấy đen 39. Đài size chị ạ, bộ này đài size cũng 59k và size đến 57-58 cái độ về có size. Thái đỏ cho chị Nga Dương, 55k nha, Nga Dương, 55k. Tôi bị ảnh comment, bị ảnh comment miết à, chán lắm. Đen 39 cho anh trên. Đen 39 cho anh trên. Con này bao rip kiểu này. 35k luôn, hàng 59k đây này. Con này bao rip kiểu nhá. Size 52 đổ về, 39k luôn. 39k nó con này nhé. Cái này hàng thường em đi trẻ hình giờ 55-59 cho bao rip kiểu hết. Em đi luôn trẻ mình con này nó là 39k. Đây mã rip luôn dùng là ok nhé.
Rip là ok. Con này đẹp lắm, có tông tàu. Size 60. Đi 45 ca chữ vàng luôn. Có tông tàu nhé, 39 ca chữ vàng luôn nhé. Chị nào lấy mã này lên chữ vàng luôn dùng là ok chứ chị em mình. Chữ vàng 39. Cái này lấy size XL. Size XL Huyền lấy bộ đùi này size XL cho chị Triều Tiên. Đi Triều Tiên, con này đi 49 ca. Poly á. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này nhé. Con này nắp tàu, cái này khách nhà Nguyên mua nhiều lắm luôn. Bao nhiêu đợt, đợt nào cũng mát trăm áo. Sale luôn chị em mình, con này giá lên là chị em mình 49k nhé. Sale mã 49k luôn dùng như là ok. Poly hồng size XL 49k. Size XL. Rồi lên mã chữ đen luôn dùng. Con này size 50-52 đổ về. Sale luôn chị em mình con này luôn. 59 chữ vàng cho chị Nguyễn Tâm. Chữ vàng Nguyễn Tâm. Rồi con này lên luôn dùng đi nhé. Xe luôn chị em mình con này 39 cao luôn. Toàn là có tông xước, có tông đẹp không á. Em chạy hàng đẹp không? Hàng ví dụ hàng khô khô sổm sổm là về em xeo hết, về em xả hết. Còn những cái này hàng đẹp em đã like qua rồi, nhưng mà rất mẫu lại cái để em xeo. Chữ vàng chị Tâm có đẹp. Rồi lên mã Nam Tàu. Còn sót được mấy cái Nam Tàu này, Nam Tàu xịn luôn. Nam Tàu xịn còn mấy cái. Rồi con lên 39 cao. Có 39 cao. Sót lại mấy con áo Nam Tàu này, xe lờ nhé. Còn xe 62 đổ về. Xe 35k nóc luôn. Nó lộn xe 39k. Hàng này chính xác ra là hàng 95k. Chị em mà nhìn hàng, nhìn hàng luôn dùng yên toàn bộ xe 62 đổ về nhé. Đây mã Nam Tàu còn mấy cái xe nó 39k luôn. Cho nó sạch không nhá. Hàng này là hàng chữ vàng hết rồi. Hàng chính xác ra là hàng em nhập em sale là 95.000. Hàng xịn sò luôn nha. Lên mã Nam Tàu xe 62 đổ về là chốt ok nhé. Chốt mã Nam Tàu luôn dùng là được. Xe 60-62 đổ về, cái này toàn bộ là chữ theo, còn được 3 con, xe 39 cao luôn. Cái này chắc của nó là chắc tàu khô. Cái gì? Thế? Ra. Trừ ra đi. Cắt. Thôi, trừ gì nữa. Cắt ra đi, cắt đi rồi, rồi trừ, trừ tiền ra thôi. Rồi nhá, lên mã Nam Tàu. Nha, xe 39 cao luôn, có mấy con thôi. Nguyễn Phương. Nguyễn Phương. Yến Marine, Yến Marine, Tiết Ngôn, rồi còn con, Tiết Ngôn, rồi còn con nữa thôi là hết. Lên mã Nam Tàu, xíu, 39.000, sợ thiệt. Giá này em bán em cũng sợ luôn. 39k nha, còn con. Chị nào lấy mã Nam Tàu, lên Nam Tàu luôn cùng em. Nam Tàu, hàng chuẩn hàng Tàu từ túi tác, à túi tiết, mát, mít thì cũng là hàng Tàu hết. Cho 39k. Ôi, con này. Con này hàng cốt tông Mỹ nè. Hàng Redman này. Hàng này em đang sale 79k và size này là size 60 đổ về. Sale 59k luôn. Đây mã xịn luôn dùng em nhé. Hàng này chị em cứ sạch là 280.000. Con cái thôi. Size dưới 60 nhé. Phải nó đã lắm chị em mình đi ra mua shop mua hàng 200 mấy chẳng là gì hết cái sau con này. Em đi luôn chị em mình con này, đây mã xịn luôn dùng em nhé, 59k. Bộ bé phía sau. Mẫu nào chị? Sao làm sao của em cả đóng hàng. Đây mã nam xịn. Xe luôn trẻ mình con này là 59k, chúc mã nam xịn cho dùng là ok. Comment mã nam xịn. Thì nào lấy nam xịn đây nam xịn. Những con này em xe hết luôn, xe 55 đổ về. Hàng nam nhưng mà chắc nó đẹp lắm. Con này chắc đẹp lắm. Hàng này mùa này mang sướng. Con này em xe cho em mất 35 cao luôn. Xe 55 đổ về nhé. 35 trắng, 35 đen. Cái này bán cặp đi, 60 cao luôn. Cho nó nhanh. Xe 60 đổ về chợ nam xịn xe 60. Em nói là những chị nào mà có chồng xe 60 hoặc con xe 60 mà không phát con nó hơi bị tiếc. Ấy, em nói là chị em mình đi vô shop mua hàng 201-220 so với con này chẳng là gì luôn. Chắc đẹp lắm. Cái này lên mã 60 luôn dùng hẳn hai con. Xịn cho chị Yến Mary. Yến Mary. Yên tâm đi, hàng xịn không à. Con này mùa này mang sướng này, lên mã 60k hai con luôn. Chẳng là giờ em còn rất thứ cái nên là em đẩy hết thôi. Nam xanh khách chốt rồi chị ơi. Khách chốt rồi. Con này tặng 35 cao luôn. Xay 60. Có trông đẹp nhé. Lên mã chữ đen. Tặng 35 và xay 60 nhé. Còn em mã chữ đen luôn dùng đi. Hàng này là hàng em qua mẫu rồi đấy. Toàn bộ còn lại cái là em sale thôi. 35 cao luôn dùng đi nhé. Cặp cho Huy chặt. Cặp cho Huy chặt. À Duyệt một cái đơn. Alo. Dạ. Hiện kiểm tra luôn những gì dạ 60 kiểm tra cái mã đơn cái gì 60 luôn cặp nhé.
rồi lên mã mèo luôn dùng. Ok, cái này con cái mèo này chắc có tông đẹp. Cái này nam mang được, nữ mình mang cũng ok luôn. Cái 55 đổ về, lên mã mèo đen xe 35 luôn. Vị chi? Xe 35 cái con này luôn, lên mã mèo luôn dùng nguyên á. Cái này mình mang cũng ok, tầm 55 đổ về. Yên tâm là có tông tàu không á? Đen ừ. Yên tâm cái này là có tông tàu không á? 35k. 35k. Con này thì khách mua nhiều, hàng này em sale 65k. Đây là công ty nam nhé, sale 62 đổ về. Cái này sale 50 cao. Con cái. Đây mã cổ đen dùng nguyên nhé. Phải không? Hàng này em đang sale 65.000 con này. Sale luôn chị em mình con này. 35 là cái mẫu gì đó? Mã mèo vậy. Mã mèo vậy. 50k con nào luôn. Con này thì em chạy quá nhiều rồi. Hình như em về con này riêng cái này 3 màu hình như 700 hàng. Giờ rất bạn cái. Xem trẻ mình 50k. Đây còn một con áo hàng Redman nữa. Lên mã này là mã mặn luôn dùng nguyên cái hàng Redman nhé. Size này dành cho 562 đổ về là cho ok. Màu đậm nhé. Xem trẻ mình con này là 59k luôn. Con này cũng hàng Redman này, hàng này hàng có tông Mỹ á. Rồi, đi nữa. Để chi đó. Nhiều đơn điện thoại rồi. Cho tiếp ngô đi, cổ đen cho tiếp ngô 50k. Rồi nhá, lên mã mặn luôn dùng nguyên nhá. 59k luôn, chốt lên. Mặn luôn dùng nguyên nhá, chị nào lấy mặn lên mặn. Rồi nha, chị nào lấy mặn lên mặn luôn dùng cái này con cái. Con này chắc đẹp nhưng mà 55 đổ về thôi. Chị biết có thể mua con này cho con trai lớn mà cũng ok, phải nó đẹp lắm. Sale 35 cao luôn. Size này tầm 55 57 đổ về nhé. Lên mã xanh 35 cao luôn. Xanh 35 nhé. Chút xanh 35 lên luôn dùng là ok. Đậm cho chị tiết ngô luôn. Nguyên nó là cái hàng không bao giờ mà đi nhập được đầu 6. Tự nhiên cái này còn rớt lại cái là em sale ba mấy nghìn thôi. Mà phải like từng cái đi chứ. Đây là cái này thì tiết ngô. Cái này 59k. Cái này em sẽ 35k luôn. Sẽ 55-57. Hàng này hàng có tông tông hơi nhé. Yên tâm là hàng đẹp không á. Sẽ 35k. Lên mã xanh 35 là ok nhé. Còn con nhưng mà chủ yếu cái này. Hàng nam giờ chủ yếu là còn xe nhỏ thôi. Cái này mới mà đang bỏ qua hàng lẻ rồi. Cái hàng này hàng người ta còn nguyên ri bỏ qua hàng lẻ rồi. Xanh cho sang sang. Công sở đó. Trời ơi. Giờ không gì nữa. Xanh nó 35.000. Còn con này nữa. Con này xe 35.000 nát luôn. Con này xe 60. Xe 35 luôn. Phải này. Con này nhúng nhùng luôn. Nha, lên luôn dụng mã này là mã xanh 60. 60kg và xe 35. Chữ này toàn chữ theo nhé. Con này xe 60. Xe 35 luôn. Rẻ không tưởng. Nha, xe 35 con này, này. Cái này xe 60.000. Xe 35.000. Cho chị Phương Nguyễn. Con này 57 đổ về. Này thì xịn sọ. 57 đổ về. Cho chị em con này 60 cao luôn. Con này xịn sọ lắm nè. Lên mã 60 luôn dùng nguyên nhá. 57 đổ về là chốt ok. Lên mã quần nam xịn xanh 60 nhá. Con này nguyên sale mấy, mới đọc xong mấy tiền. 60k con này luôn. Lên mã quần nam xịn xe 60. Chị nào lấy quần nam xịn chứ quần nam xịn cái này còn cái. Lên mã ngố 69k luôn. Xe 52. 60 cho chị người tình trăm năm. Người tình trăm năm. Cái này size 6. Ôi lộ. Size 50 52 đổ về thôi 69k. Hàng này gọi là 79k là bán gọi là tương tác thôi. Đấy cái này rất lại cái em sale chị em 69k luôn. Quần nam biết chút rồi nghe người. Đấy. Con này có bị lỗi không? Riêng hòa bị lỗi ta. Dồn. Dồn nguyên cái. Ê cái con này đẹp mà sao cứ vòng qua vòng về ta. Thế. Alo. Alo. À ấy đi do em đang like á. Còn không nói khách thì em chuyển khoản lại cho. Yên tâm đi. Đi chi? Đi sao Huyền? Đi giờ lại.
Đi Gia Lai à? Đi Gia Lai không thì anh gửi tài khoản của em chuyển khoản cũng được. Đang lại chưa sửa được. Tại vì em đang lai. Dạ. Rồi nhá, đây luôn rồi. Bị xíu chỗ nào ấy? Đây là đưa đây qua xe luôn đi cho nó gọn. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này. Cái này bị dơ, dơ chỗ nào? Cái này bị dơ xíu nha. Hàng này 59k này. Hàng 30 đi, hàng này thun thái 30k luôn. Quần nai hết rồi. Lấy mã 30 luôn dùng em ok nhé. Chị nào lấy mã 30 trước mã 30 luôn dùng em. Cái áo nam lẻ tẻ nó còn Nguyễn, rút cho Nguyễn cọc áo nam lẻ tẻ nữa đấy. Đổi gió đi, đổi áo nam. Bỏ ra xe luôn chứ để chị luôn cài cả. Cái này vải đẹp lắm luôn. Xe 35 cao luôn đi. Hàng này em sale 59 hay 69 cao luôn. 30 là hàng bị lỗi xíu, nhem xíu thôi. 30 người này. Tiếc cả. Bị dơ xíu đó, 30. Con nó bị lọc lỗi dơ xíu mà dẹp được. Con này sale 35 cao luôn. Xe 35k luôn nha, chốt lên luôn dùng mã này là mã kiểu. Xe này 57 đổ về chị em cho ok. Lên mã kiểu luôn dùng nhé, xe 35. Cái này còn toàn bộ xe 55 đổ về. Hàng 35 tiếp nha. Chị ơi quần nam anh Tình không vừa, em đọc 57kg mà. Bỏ cho chị Hà Tài đi. Chị tiếp à, chị một âm người Tình 100 năm không vừa đâu. Không vừa đâu. 57 đổ về thôi mà. Nghe rõ số ký chốt đơn dùng nguyên nha. Cái này em còn mấy màu. Chắc này nhúng nhung nhung luôn ấy. Mùa này mang con này giống như không mang đồ. Mà toàn bộ là hàng theo. Con này toàn bộ là phong xịn chứ không phải hàng xổm đâu. Nhưng mà còn mỗi size nhỏ 55 đổ về thôi. Chị em có thể mua về cho trai lớn cũng được. Hoặc là chồng này, chồng mình nhỏ con 55, 57 nha. Cái này em đi luôn chị em mình. Mã này là mã tặng 35 luôn. V35 phải đẹp lắm. Mùa này chị em mình cứ sang con này với Tình Ngôn mấy mấy con rồi. Xe 35k luôn. Lên mã Venu 35 luôn nhé. Chị nào lấy Venu 35 chút Venu 35 luôn dùng là ok. Venu 35 đây này. Venu này. V đen V trắng này. 35k nốt luôn nha. Venu cho In Mary. In Mary V đen V xanh này. Đâu? À không, Huy Trần sao rồi. Huy Trần sao rồi. Cái này một ít đó. Nhưng mà nguyên chốt tới tầm tê đen cho chị Hà Tài. Xanh đen cho chị Hà Tài. Cái này một ít đó nhưng mà chốt tới tầm 57kg thôi. Cho nó thông thả đấy. Còn cái trắng cái này thứ con cái. Nhưng mà còn xay một ít thôi. Xay một ít lờ. Vì cái này nó đánh một ít nhỏ nhất tầm 57 độ về. Vê trắng. Nguyên nói là mấy khi nó rẻ này. Chị nào có size cho chồng cho con thì phát lực vài cái. Và yên tâm luôn cho chị em hoàn toàn hàng đẹp thôi. Hàng này em hàng em sale 59k chứ không có cái giá 35k đâu. Nhưng mà em bán hết rồi. Giờ còn mỗi xe nhỏ thôi, không còn xe gì nữa hết. Nên là em sale cho nó gọn kho cho chị Yến Mary luôn. Nên là em sale cho nó gọn kho có con đỏ đồn đó. Nên là chị em mình yên tâm phải là hàng sổ. Hàng này là đã qua mẫu em lên hết các size rồi. Mà giờ còn lại tại lại xe nhỏ là em sale thôi. Con bỏ đô, màu đỏ đô. Nên là chị nào có con, có chồng mà nhỏ con thì tắt nha. Mấy khi có cái giá này. Còn đỏ đô, còn đen, còn màu ghi 35k nhá, bao đẹp 35 con mắt luôn, chị nào lấy chốt. Ui coi con chữ nổi. Con chữ nổi này tiện sợ lắm. Cái này chị nào có con trai lớn tầm 45kg phát ngay luôn. Phát ngay và luôn con này luôn, chữ nổi nhá. Mua cho con trai tầm 45kg. Cái này bị chấm nhỏ, con này là hàng xúc này. Mua cho con trai lớn 45kg, cái này bị chấm nhỏ, cái này sao chị em 35k. Lên mã chữ nổi size S nhìn hàng luôn nhìn em. Tầm 45kg đổ về là chú ok nhé. Chị nào mà có con trai lớn phát hai con này. Đây mã chữ nữ luôn dùng nguyên nhé. Sale 35k chữ nữ luôn. Chị sò con này hàng xuất nha. Đi 35 luôn. Đấy, ai lấy mã này là mã nổi 35 luôn dùng là ok. Nổi 35 nhé. Chị Yến Mary. Rồi lên con lon này sale 39 cao luôn. Lon 39 cao luôn. Áo này áo lon nhé. Lon nhẹ, lon kiểu cái nhạt đậm thôi chứ không phải lon ấy đâu. Nên mã lon xe 39k, hàng này hàng chính xác ra em đi bán cho chị em mình là xe 95k. Hàng xe 95k, đi 39k luôn. Nên mã lon này đi nhé, xe này xe dưới 60. Nên mã lon dưới 60 cho chị Yên Mary. Chị nào có chồng có con nhỏ nhỏ con phát mấy cái này sướng quá chị em.
Con này size 65 ca nót luôn. Lên mã này là mã cổ size 65 luôn, size nhỏ nhé. Size dưới 60 là chỗ ok. Dưới 60 nha. Hàng nàng 79 ca này. Size 65 ca luôn. Lên mã ngựa đen luôn dùng ok nhé. Áo polo. Lên mã ngựa đen, hàng em size 79 ca, size dưới 60. Áo trắng 35 em hết. Lên mã ngựa đen nhé. Áo trắng 35, còn cái này nè chị Nguyễn Thu Thị. Nó đẹp lắm, toàn hàng xuất này. Hàng phải hàng sổn sổn đâu. Lên mã ngựa đen và size 65. Còn cái con này size 45 đổ về. Size 35 luôn. Ôi sao ngày này nó rẻ thế. Tổng 35-45 thôi. Đây mã đáp trắng luôn dùng luôn đó. Đây 45 đổ về, toàn bộ hàng này là hàng hàng xúc nha. Đây mã đáp trắng 30. Nãy đi 39k đi. Con này không vấn đề gì hết. Con này bị chấm nhẹ xíu, con này không vấn đề gì hết. May vỏ lên thông tin cho em. V đỏ đô và V đen ở đây. Nhưng mà lên thông tin trên like cho em nhé. Như đây 35 cả con. Lên cả địa chỉ cả số điện thoại cho like cho em. Đáp cho Yến Mary 39. Yến Mary 39. Con này lên mã xanh. Đáp trắng em hết rồi. Con này xanh size 57 luôn. Xanh size 57, xanh dương 57. Xe 35 luôn. Đáp trắng hết rồi. Con này xe 35. Áo nam trong góc nó còn cái gì nữa không vô. Cái này nguyên con này. Mã nó là mã có tông mấy à? Xe to. Rồi lên mã xanh 35 luôn. Xanh 35 nhé. Toàn theo thôi. 55, 57 chị em mình yên tâm đặt mấy con hàng này về đi. Không bao giờ mà chắc mà 6 mà em bảo đẹp hết. Tao 2 ít ngửi. 1 ít trong đẹp. À có cả 2 ít này. Xe 60 đổ về. Mình làm gì? Trời ơi, size 60 đổ về. Lên mã trắng size 2. Size 2 là 60 đổ về là chỗ ok á. Đây luôn chị em mình, con này 35k nhé. Size 60 nhé chị em mình ơi. 35k luôn. Lên mã trắng vải này. Vải con này gọi là nhúng nhung nhung luôn ấy. Mùa này mang con này quá sướng luôn. Lên mã trắng size 2. Đó công ty đó nè. Còn size nhỏ à? Size 2 ít xuống. Con này đi 35k luôn. Trắng cái chị Hà lên size 60. Size 60 đấy nhá, trắng size 60 đó. 35 đúng không? 35k luôn. Lên lon dùng nguyên size dưới 60. Lon size dưới 60 xéo. Nó rẻ quá đi chị em nè. Rồi view X em mới lên những cái hàng lẻ tẻ này thôi chứ còn mà. Lên mấy cái này là chết dở luôn. Cái này lấy size 2 cho chị nắng mùa hè á. Size cho nắng mùa hè. Con này lên lon 39k luôn. Lon 39 cao luôn. Size này là size dưới 60 nhá. Còn dưới cùng nè. Dưới cùng còn mấy con nữa còn không? Thế còn cái size 2 hả? Lon giờ nguyên nhá, size dưới 60 hàng đẹp lắm, dễ mà nhìn. Hàng còn bộ hàng đẹp này thì không, hàng sổn thì không ra hàng này đâu. Hàng sổn không có hàng này đâu. Lon dịp tiết ngô. Lon này, lon dịp tiết ngô này, size 39 cao luôn. Lon nhá, 39 cao. Đấy quá, size dưới 60, size 10. Con này nó to. Hàng này hàng 95k đó. Cái nó cái gì con này. Cái này có hai con. Con này là da cá đó. Mờ. Lê đại. Xe 55 đổ về thôi. Con này 55 đổ về thôi. Con này tặng 29k luôn. Con này có hai con thôi. Tặng 29 luôn nhé. Chúc mã 29 luôn dùng ok. Lên mã số 2 29k. Hồi nãy ôm ra cái cọc kia nãy mới ngủ. Cái đài sai, sai đến 65. Cái 35, 30k luôn. 30k nắp con nào luôn, chốt mã 30 nhé. Giá này em chỉ lên trên like nha, nên là chị em mình tranh thủ nè. Chốt mã 30 luôn dùng luôn, ok nhé. Rồi cái này kèm luôn dùng số ký lên luôn dùng luôn. Ok con này hàng công ty, chuẩn hàng công ty luôn. 30 kèm số ký đi chị ơi. Kèm số ký luôn dùng nguyên nhé. Đây luôn trẻ mà là 30k hàng con này. Rẻ chưa? Chốt 30 lên luôn dùng nguyên nhé. Kèm số ký lên luôn dùng size 65 đổ về chị em chốt ok. Lên mã 30 kèm luôn dùng số ký. Size 62.
lái xe XL đi tiếp ngon. Lái xe XL 57, 57 là lái xe XL. XL là lái 62 kg và 2X là 65. 30 cao. Kèm hết số ký. À, L không? Chị Bảo Yến không có số ký, không chốt được nha chị ơi. Hàng nào sai số. Hàng đẹp không phải hàng, chị em mình nhận hàng 30.000 thì chị em mình chỉ có giặt mình thôi. 30.000 thì về chỉ có giặt mình thôi. 30k nhé. Kèm lên luôn dùng số ký. Ok. L, XL và 2XL nha. Sale 30. Ai lấy cái này nữa thì lên nhé. Rẻ xã An Hồ. Số 5 nó sẽ XL chị Bảo Yến. Thấy cái gì người tình trăm năm. Thấy cái gì người tình trăm năm. Đúng rồi. Áo này như chị người tình trăm năm cũng có màu đen rồi mà chốt tiếp đúng không? Bà cũng có màu đen rồi mà tiếc. Em nói thật sự rẻ quá. Em đi cho nó gọn khói. Cái gì Nga Dương XL thôi. Toàn bộ cái này phải xả lỗ mấy chục nghìn một con áo. Những cái giá này là em xả lỗ mấy chục nghìn một con áo. Hàng công ty chắc đẹp. Đã, mua hai áo đen rồi. Mua để dành cộng sức có 30.000. Giờ 30.000 chỉ bằng ly trà sữa ngon ngon. Mua được cái áo cho chồng. Áo đẹp nữa. Rồi con này lên luôn dùng đi. Cái này còn bộ này đẹp. Xây 60 đổ về bộ mango nhé. Còn bộ cái này em đi chị em 79k luôn. Bộ này còn một bộ này. 79k cái bộ này nhé. Chốt mã này là mã bộ cổ vàng. Xây 60 đổ về nhé. 79k luôn. Giá này em chỉ bán trên like nha. Những cái con này em chỉ bán trên like giá này thôi. Nên là chị em mình sẽ thử. Tiếp mùa đông. Tiếp mùa đông. Cái gì bột màu thôi chị ơi, em hết rồi, cái nó lại tẻ thôi. Lại tẻ thôi. Còn bộ này em đi luôn chị em mình. Có cái set này. Cái này có cái set này nhưng mà áo của nó là hơi mỏng xíu. Bộ nó hết rồi, bộ màu bộ vàng nó còn cái kiểu thiên trong, bộ mango lẫn. Còn cái màu gì giống giống vàng nữa đúng không? Cái này em có set. Xe luôn chị em mình 55 cao luôn. Chim ở đây. Xe 55 đổ về. Xe 55 đổ về nhé. Xe luôn chị em mình bộ này 55 cao. Chứ mã xe 55 đi lẫn. 55k bộ này luôn. Chị nào lấy mã 55. Thì chị đi chưa? Thấy thấy chưa? Chim còn này. Đây đây. Đây thầy Dương. Thầy Dương chim. Khánh Minh chim. Khánh Minh chim. Còn chim đó. Còn chim cái này đi chị em 65 nhỉ. Còn được một cái chim đó. Chị nào lấy chim là lên chim nhé. Rồi cái này lên luôn dùng nguyên size này. Dạ mình 60 độ. Nhầm sai rồi. Sai 55 đổ về thôi. 52 đổ về thôi. Lên mã cổ hồng nhé. Còn được hai bộ cổ hồng sơ 65. Bộ này bộ hồng chim. Có hai bộ nhé sơ 65. Nha sơ 65. Chị em mình để ý là hàng này toàn giờ đi xỉ không. Có sale cũng là hàng 8 mấy gì. Hàng này có sale cũng là hàng 8 mấy gì. Thế sale luôn chị em mình 65 gì. Nhưng mà size 52, 55 đổ về thôi. Có hai set nhé. Chị nào lấy set cổ hồng lên set cổ hồng luôn. Ok. Con này đẹp chưa nè. Mấy con áo này đẹp chưa nè. Áo nách 49k. Nách có tông tàu size 52 đổ về. Lên mã nách vàng luôn dùng nhé. Nách vàng và lửng vàng. À cái này vàng to rồi. 49k con nào luôn. Nách vàng và size này size 52, 55 đổ về còn theo. Không bỏ lên trên nữa cho chị. Cái nó bỏ lên trên cầu thang cho chị. Ừ, bỏ lại lên cầu thang như vậy. Con này lên mã 49k vàng to luôn, xe 60. Thầy có tông tàu nhé. Rẻ quá. Con này phom nhỏ, phom chị em mình 48-50 độ về. Lên mã cổ xe 49k luôn. Cái này bị dơ trước rồi. Lên mã cổ luôn dù nguyên nhé, cái này xe đi. Nhí mặt được vậy nè. Chỉ là nhí mặt bá. Đấy. Nghĩ rằng mà 4 tuổi mà cái áo này cho nó già trời. Nghĩ rằng cái áo này không để là cho nhím mặt. Áo vàng kia là mua 155 nghìn.
Rồi lên mã bộ thông thái luôn. Bộ này phong 60 vô tư. Bộ này size 60 vô tư này. Cái này 105.000, cái này em sale luôn chị em mình 85.000 luôn. Bộ thái dài nhá, 85.000 luôn. Này đẹp lắm, những cái bộ này bao mê chắc luôn. Nha, lên mã thái dài size 85, size 60 nhá. Lên mã thái dài luôn dùng đi nha. Theo. Bộ này còn bộ tương tác xíu chị em mình ơi. Thế còn bốn mấy chị coi like bên này. Bốn mấy 50 chị coi like bên này mà sao không thấy tương tác gì cả. Xả đi chị, từ 6 giờ xả đi. Đừng giữ nè. Không giữ hàng nữa. Bữa nay ngày mấy rồi? Bữa nay ngày 10 rồi đúng không? Cho chị Ngọc Thanh Võ. Biết gì nữa không? À, chị nào khó quá thì thôi bỏ qua. 85.000. 85.000. Cái này bộ quần dài size 52 đổ về sale. Bộ quần lửng chứ, 52 đổ về size 49k luôn. Bộ này bộ satin nhé. Rẻ chưa? Size 49.000 luôn cái bộ này. 52 đổ về nhé, size L thôi. Nha, lên mã này là mã 49k, bộ 49k rẻ, những cái bộ này rẻ quá. Rớt mẫu lại là em xả lỗ. 49k. Có một cái bộ bò cho bé, cũng phải bộ bò bé. Này, cái này cưng lắm. Áo của nó là áo dặn, áo crop top. Cái này giờ mẫu này đang hot là quần đùi. Mẫu này giờ đang hot cái quần đùi, người ta mang cái áo. Còn gấu phía sau rồi kìa. Bộ này an toàn đang, nhưng mà size nhỏ. Cái này chị em 55 đổ về, áo của nó là áo lửng lửng ấy. Quần của nó là quần ống bo. Quần ống bo 49 hết rồi. Con này quần ống bo đẹp lắm. 52-55 đổ về chị em chốt đẹp. Cái này chị em mang về thể thao cũng đẹp, mang sụp cũng đẹp. Cái này em sale nắp luôn chị em mình luôn mà. 65k đi. Đây mã bộ bò 65 anh em có. Bộ thun thái, hẳn là bộ thun thái. 65k bộ bò. Chị nào lấy bò 65 mình chắc lấy lại, cái nó có cái gì mình chắc lấy lại. Đã 49 hết rồi. Sang sang có rồi. Sang sang có rồi. Rồi nhá, chị nào lấy đỏ 65, à quên lộ. Bò 65, chút bò 65 lên luôn dùng. Ok, kéo cái bao này. Cái này nó cao nè. Đây. Con này đang chút con này. Không, áo chống nắng nam em đang hết rồi. Bộ đỏ 49 em hết rồi. Bỏ bộ xuống, đây. Đã 49 em hết rồi, còn bộ bò nó xinh chị em không chút. Tiếc. Là thun thái mà đi chị em 65.000 thì chưa bao giờ có giá gì. Nam hàng xúc luôn dường như 57 đổ về. Nam hàng xúc những con này em nói thật sự, nếu như mà chồng mang vừa thì em đã chưa hết rồi. Mà sale cho chị em mình hàng giá 35.000 luôn. Nha, xây mờ, xịn lắm. Nam hàng xúc nhá. Đẹp 35k, xây 57. Nha, chúc mã 35, xây 57. Nam này lẽ tại là bỏ lại tiền. Bộ gấu đỏ phía sau nhưng mà size nhỏ thôi chị ơi, size dưới 16, size 16 17 kg thôi. Đâu bộ nam đâu chị, áo nam. Áo nam chị bêu la văn ơi con này. Áo nam nhá. Con này chị em mình chỉ cần giặt thôi, tại vì cái này nó bị dơ. Cái này giặt ra phủi ra, cái này bụi nhá. Đây mã này, 55 đổ về, cái này chị em có thể mua về cho con trai lớn cũng được. 35k nó luôn. Đây mã chữ trắng 35. Yên tâm nhá, Nguyên đảm bảo luôn chị em mình toàn bộ là chất đẹp thôi. 18kg thì bon trang được. Như gái em là hơn 18kg. Bon trang được. Nha, bộ nào nãy em sẽ 69k chị ok chút. Áo chống nắng nam hiện tại em đang hết rồi. Đang hết áo chống nắng nam rồi. Rồi lên mã chữ trắng 35k. Mấy khi nó rẻ này mà đã có thời gian. Đen 35, áo đen 35 thì trang xanh. Đã có thời gian xem like thì phát ngay những con này luôn. Hắn quá là rẻ luôn. Ok, chị Nguyễn Na, cái này sẽ 69k chị Nguyễn Na. 69 cho chị Nguyễn Na. Con này. Còn chữ trắng, chữ đen, chủ yếu là xe nhỏ đó. Xe 55 độ về, xe 35 luôn. Trời ơi, nguồn cặp này 70.000, ra ngồi mua không được một con. Em thiệt luôn. Phải nó xịn xò lắm nha, lên luôn những mã này là mã, nhưng mà mỗi tội xe nhỏ thôi.
tầm 55, 57 đổ về thôi nhá. Bộ bò 65 luôn, cái gì trang xanh luôn. Cái gì tim nhỉ, đẹp trời ơi. Mua hàng nhà Nguyên chỉ sợ hết tiền không sợ chắc à. Nhưng mà nó rẻ, đến lúc cần em nó thật sự đi mua. Tự nhiên em bán đồ rồi em đi ra ngoài em không mua đồ được luôn ấy. Ra ngồi chắc vừa hầu, nói chung phải là 6. Nhưng mà nhiều cái nó không bằng chắc của nhà mình luôn, nhưng mà giá nhờ có thể là đắt gấp 3 lần. Cái nó hai cái à dạ? Mỗi cái 35.000 cái. Nè, con này hẳn là có tông nhăn luôn. Đẹp quá thể luôn, con này sale 39k đi. Mắc giá trị. Tự nhiên em sale hàng 3 biết nó mắc giá trị con áo thiệt. Có tông nhăn xịn luôn nè, nha. Sale 57 đổ về lên mã V trắng. Nhiều khi em sale quá nó mắc giá trị của con áo ấy. Con này lên mã 39k trắng đi. V39 luôn. Chúc mã V39 luôn. Cho chị đeo lo văn. Còn còn hai con này sale 57 đổ về. Lên mã đen 35 luôn. Phải này. Đen 35, size này 55, 57 đổ về. Cái trắng hết rồi. Hơn năm nay không mua đường chợ tốt gì luôn. Em cũng như thế, ví dụ như em đi ra cái gì cần, ví dụ như hiện tại không có váy hoặc là không thiếu cái gì, đi ra mua không nổi đồ luôn. Trời ơi, những con váy hàng sổ máu, 300 mấy. Cái trắng hết rồi. Đen. Cái này áo nam chưa? Nữ ớt. Cái này chị em anh bán trang được luôn. Quên, nãy giờ hề mình mang ok luôn, không có đợi nha. Mà 35.000 sau giá quá rẻ luôn. Vải nó rất là đẹp, toàn bộ là có tông tàu nhá. Xe 35.000 luôn, tầm 55 độ về. Mang ok, có hai con. Nữ mình mang cũng được, nào không đợi nam nhá. Ui, hai con thôi. Đây mã này là mã chữ đi. Áo này thật chắc là áo nam, nhưng mà nữ bông trang được. Nữ bông trang ok luôn, vải nó quá xịn. Đi 35.000. Trời. Thì ngay dư một cái. Ngay dư một cái. Chị Út Tùng lên thông tin đi, chị Út Tùng. Lên. Ô chị. Chị bỏ mai, bỏ mai nãy giờ chưa có địa chỉ, chị có số điện thoại gì hết. Nha chị ơi, không có địa chỉ, không có số điện thoại là không chốt đơn nhé. Chị Út Tùng cũng như thế lên thông tin cho em nha. Chị bỏ mai hồi nãy chốt cái gì rồi đấy mà chưa có thông tin gì hết. Có V đỏ đô với V đen này. Không lấy thông tin gì hết. Áo nam, à quên, áo bé này size 35-37kg, sale 49k. Hàng này giờ có rẻ hờ, sẽ sale 79k. Nha, cái này lên mã nắng bé luôn, dùng sale 49k, size 35-37. Chúc mã nắng bé size 35-37. Và sale luôn cho trẻ mình là 49k. Cái mã 49k luôn, dùng ok. Chị Út Tùng ơi, lên thông tin cho em thì rồi chút. Nhà em chút đơn mà không có thông tin em không chút được nhé. Con này lên mã tàu xịn, mình dùng đi cho giới 9k. Xe 57. Xe 57 nhé, chút mã tàu xịn. Chị nhắn chị đi, chị qua sớm chứ không. Tới lúc mình đi rồi chị mới qua. Nhiên chị qua chị lấy hàng. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên cái này. Cái này lên mã xịn luôn, dùng nguyên nhá, sale 69k, chuẩn hàng tàu luôn. Hàng này phải là rơi vào giờ là 125.000. Size 57 đổ về chị em cho ok nhé. Lên mã tàu xịn. Nha, có một cái thôi, chút mã tàu xịn. Tàu xịn một con thôi. Nha, 57 đổ về là chị em hàng lên ok. Trong tuổi này còn hai cái sale 49k. Ok, chị bỏ mai. Cái này còn hai cái, lên mã này là mã tặng mẹ luôn dùng nguyên nhá. Sao dưới 60 nha chị em mà nó. Nên mã này 49k luôn.
Hàng này cứ phải vào shop rồi chị em mình đi mua 100, 120, 150 nha, lên mã tặng mẹ luôn dùng nguyên nhé. Tặng mẹ luôn. Em cũng từ từ, còn lẻ tẻ thôi chị Nguyễn Na. Nhà em đồ gì cũng có, nam nữ lớn bé gì cũng có, nhưng mà những cái mã này là lẻ tẻ ra. Cho Yến nghe đi, lẻ tẻ ra rồi. Em đâu nãy giờ em ít lên hàng nguyên ri á, hàng nguyên ri lên nó view ít đó. Xong nó nát hàng ra hết. 69k thôi. Rồi lên mã tặng mẹ luôn dùng nguyên nhé, xe 49k. Sau này thì là em chạy cực nhiều luôn. Còn khách mua mấy cái không? Xã à? Trang váy luôn dùng nguyên quần váy size dưới 50 là trẻ mình chú ok, hàng 95 size dưới 50 nhé. Cái này em xe luôn trẻ mình nốt này, xe luôn trẻ mình con này luôn 55k, tắt luôn hẳn cái like trên hội cái sàn thằng mẹ cho Huy Trần. Huy Trần qua bên bếp đi Huy Trần, view trên hội luôn á. Bên hội đây, bên hội đây à? Tắt đi em lấy cái máy đi. Còn màu này gì tiếng ngô lấy chút. Xe 49k bình thường em đi 59k không chọn màu đó. Xe nó 49k luôn. Hết rồi. 49 nhỉ? 49k. Đây anh chàng. Còn có một cái đó chị Tiết Ngô lấy một chút. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này, theo luôn kìa. Hả? Màu nó lấy cái màu nó đi. Xe 49k thôi mà. Đẹp lắm. Like cho vui thôi. Like bài hết vốn. Ngô chắc môi à. Rồi lên luôn này. Cái này em xe chạy 55k. Cái này đẹp lắm, hàng 95k nguyên đó. Xe 55k luôn. Giờ mới vào em sắp nghỉ rồi. Em like vui vui xíu nữa rồi em nghỉ thôi. Tối ngủ luôn. Con này xe 39k luôn. Xe 39k nó con này nhé. Lên mã 39k luôn dùng luôn, ok. Con này Boris xe 52 độ bình. Xe 39k nhé. Lên mã Boris luôn dùng đi. Cái góc này chưa đụng tới này. Đây này. Cắt cái này rồi nhưng mà chưa lên. Lên mã Rip 39k luôn. Thu tí lên. Đấy, vô là dính liền. Bộ này còn mấy bộ em xe nó chị em 79k xe dưới 60. Mango nhé, 79k luôn, xe dưới 60. Con này sale 79k và xe dưới 60 nhé chị em mình. Rẻ em thiệt luôn ấy. Hàng này, hàng mây trần mây đè hết luôn ấy. Cái này chị em mình từ 40-60 đều mang được hết luôn. Lên mã này là mã sale 79k. Bộ Mango nhà Nguyên thì là yên tâm luôn. Đấy, sale gọn 79k bộ Mango lửng nhé. Không có ai bán được giá này đâu chị em mình. Vì không có nhập ra được giá này. Lên mã này là mã lửng 79k nó luôn. Chị nào lấy lửng 79 lên lửng 79k à, quần trang váy luôn. Con nào tối lên rồi. Còn sót mấy bộ. Bộ nào tối sale giá mấy ta? Ô bộ này sale giá mấy rồi? 68.000 cái bộ này. Không chị ơi. Cái những cái mã đó là em qua hết rồi. Người tình trăm năm. Khánh Minh. Người tình trăm năm phát luôn cho đủ 15 bộ. Khánh Minh. Đó chị bảo chị bộ 14 bộ. Từ bộ này bộ thứ 15 đó. Nhưng mà bộ thứ 15 mới có cái giá 79.000 đúng không? 68.000 luôn. Xe 52-55. Mùa này mang những cái bộ này siêu mát này. Lên mã cánh tiên luôn dùng nha. 68.000. Nha, đủ xước. Xe luôn chạy mang 68.000. Tao này toàn quần. Tao này toàn quần xinh. Quần nam à, cái này xe 30 luôn.
hai đại nhất này, toàn hàng 101 không à, Việt Nam này, C30 luôn, C62, C30 đang còn sót được 2 con. Nha, lên mã quần nam luôn dùng thôi, ok, đang ngồi nhúng đấy mấy vô. Ôi khổ. Cái hàng bữa, hai bữa đi chứ mấy. À, em ngủ cái sao. Rồi lên mã V39 cao luôn. Con này chắc của nó là chắc có tông xước nha. Rồi 39k con này luôn, có tông xước xe 57 đổ về chị em chú, ok. Có tông xước nha. Mà đi hàng 3 đó, chị nào lấy cái này lên có tông xước luôn dùng em, ok. Ba này toàn quần riêng. Ba này toàn quần riêng thôi. Cái bao dưới kìa. Đang 39 gì Trang Nghi. Trang Nghi. Trang Nghi. Ồ, đây có bộ hãng nữa nè. Đây còn một bộ hãng nữa nè. Rồi. Cái này thực tế là khách đã chốt rồi. Khách đã chốt rồi này, thả đơn. Bộ hãng này là hàng bao dưới này này sẵn. Tới 55 đổ về bộ hãng, bộ này bao mê luôn. Tự tin về về chắc luôn. Chắc đã lắm. Nha, bộ này em đi luôn cho trẻ mình là 95.000 luôn. Bộ này xe 95 k luôn, hàng này hàng 400 mấy nghìn, xe 5255 nhé, xe luôn trẻ mà là 95k, bộ này bao mê chắc luôn. Ở ngoài không có cái chắc vải mà đuổi mango này đâu trẻ mình nhé, chỉ có hàng hãng thôi, hàng đắt mới có những cái hàng này thôi, mới có cái vải này thôi. Bỏ riêng những cái bộ hàng hãng này ra này, xe luôn 95k, bỏ riêng mấy bộ hàng hãng bỏ chung trong này. Con này đang xe 5 mấy nghìn, 55 nghìn đúng không? Rồi lên mã mũ. Cái này chị em lấy 60 luôn, 35.000 mua mũ. Chị nào lấy mũ 35, chút mũ 35 luôn dụng là ok. Mũ 35 95 gì Trang ha. Con này xe 50, xe nó 69 cao luôn. Đây mã lửng, con này mì hàng nhé. Xe nó 69 cao luôn. Chị nào lấy lửng, đây lửng luôn dụng là ok nhé. Ủa, cái còn mà. Cái còn thì bỏ riêng trong mà. Ơi, bỏ riêng con này hình như trong. Cái này còn, bỏ riêng con này. Mũ cho chị Khánh Minh, 35 chị Thắng Minh. Bộ bán nó cũng còn. Bán nó cũng còn. Ui. Tim này nhiều người hỏi. Nách 49.000. Tim trắng nha. Cái này tay của nó là tay dơi ấy. Phone này phone gần dẻ mình 57kg độ về trẻ chứ ok. Sale luôn cho dẻ mình con này giá luôn 49.000. Nha lên nách luôn dùng là ok này. Hàng 69 mà cuối cùng gùi như này đây. Hàng 69 mà rớt mẫu lại gùi như này đây. Tay 62. Đây mã đá xanh luôn dùng đi nhé, 49 cao luôn. Đá xanh. Hôm bữa em mang con này là tim trắng nghệ thu phí mê 49k. Đá xanh 49k luôn. Nè, hàng 69k đấy. Nhào. Nó trắng em hết rồi. Nhận trong hàng lẻ là nó nhào. Đây mã đá xanh 49k tay 60. Nha, lên mã đá xanh luôn dùng là ok. Con này xe 35k. Xe 35k và size 50-52. Lên mã đùi sọc xe 35, xe 50-52, lên mã đùi sọc luôn nữa, ok. Ôi giời, không phải là không ứng. Đấy. Con này lên mã Thái, cái này không vấn đề gì đúng không? Thái size này 52 đổ về, xe 39k con này luôn. Ok, 35 nào, đã xanh điện chi 35 thì điện BIU. 49 con này đi 39 cao luôn, con này thiên thái lắm, 52 độ về. Thế thế mã Thái xanh, Thái là Thái theo á, 39 cao luôn. Hai này là Thái, ôi bộ Thái 779, trong này là cáp thể loại trong này. Bộ Thái 779 cũng có trong này, xe luôn trẻ mình 79 cao luôn, ai nhanh có. Bộ Thái 779 phong này phong 60-62.
Tay mã mèo 79k. Tay 60-62 lên mèo vương dụng ok nhé. Tay 60-62 bộ thun thái 779. Chúc mã mèo. Comment lên mèo vương dụng là được nhá. Theo luôn trẻ mà nót cái bộ này bỏ bỏ trong cái bình cho nó đẹp rồi. Theo nót luôn 79k. Rồi lên mã áo mũ. Theo con này phun lửng 52 độ về. 52 độ về nhé. Lên mã mũ đen theo 35k. Lần lưng này chị em mình đứng dưới rồi. Cái này là cái bì nó tọt hết trơn trời. Nhưng mà không bị chị đúng không? Tọt cái vỏ ngồi này. Tay L nữa này, tay 65 độ về. Mã này thì giờ không còn con nào luôn. Cô tiếp lên. Cái này là hiện tại không còn con nào hết ấy. Tay 65 độ về. Bộ mèo cho chị Hằng Hằng. Bộ mèo cho chị Hằng. Sáu mươi ca con nào luôn, không vấn đề gì, như nó tọt cái bao ở ngoài thôi, tọt cái bao bọc thôi. Xe 60 nhá, nha. Xe 65 đổ về chị em chốt ok nhá. Đây mã cốt nam, giờ cái này trái hàng không có còn con nào hết. Mã này em chạy cực kỳ nhiều luôn nha. Đây mã áo nắng nam, áo nắng chị không phải áo gió đâu. 65 ca áo nắng chị nha, không phải áo gió. Ôi còn một cột hái áo nắng đi làm nha. Xe 55 đổ về thôi nhá. Đây mã này là mã beo thun thái 105.000. Cái này em xem chị em mình 85.000 luôn. Bộ thái cái này quần ôm nhá, áo rộng nhá chị em mình nha. Lên mã bộ thái ok chị đi lan. Chúc mã bộ thái luôn dùng đi nhá. Xe 85 nắng nam em biết rồi. Rồi con này lên mã nhũ luôn dùng luôn ok. Xe 20 luôn. Xe 50 52 độ về nhá. Ok nhũ dùng đi, không phải nhũ mà dạng 3D á, 3D á. Cái này sẽ mang ôm nhá. 50 52 độ về. Xe mới xe 20 luôn đi. Xe 20 mã 20 lên lên dùng ok. Rồi. Bộ bé nè. Bộ này mới vừa like. Trời. Trong này nó nhau quá. Lên mã bộ bé luôn dùng đi nhé. Xe 18 xe 15-16 chốt cho nó thông thả đi quần. 15-16 xe 59 cao luôn. Hàng hàng 79k đấy. 79 hay 85. Có này túi hộp nhé, bộ này cưng. Xe 15-16 sale luôn 59k. Cái này ai nhanh có này. Thôi bị nhào xíu nhá, do nhận trong hàng lẻ nha. Lên mã bộ bé luôn dùng rồi ok. Lên mã bé. Cái bộ này sale 25k. Cái bao này như bao xã phải chứ. Còn có tên chân. Xe 13 59 cho thu phí lê bé. Xe 12, 13, 25k. Xe 12 12 đổ về nhé. 25k. Xe 12 đổ về. Cái này trai gái gì mà cũng được. 25k. Số mã lên là 25. Con này áo nam. Con này chắc là gọi là nhúng nhùng nhùng luôn. Con này trong cái cặp hàng xịn ấy. Xe 62 đổ về. Tặng nam 29 cao luôn. Thế là để cái này tình vô man. Xếp tủ cả đóng. Giờ xe 29k tiếp để tình vô man. Áo nam này size 65kg luôn này. Lên mã nam đen size 39 cao luôn. Size 39k nam đen luôn. Size 65 nhé. Lên mã nam đen size 39k. Chị nào lấy nam đen 39 chút lên nam đen 39k luôn này. Còn một con quần tổ ong 55k này. Một quần đùi tổ ong nhé. Size 39k luôn. Size 60 độ về. Con này đẹp, chắc đẹp. Quần tổ ong nhé. Size 39k. Hàng này em đang xe 55k, xe 60-62 mà ok con này luôn. Toàn hàng đẹp chứ hay không. Này toàn có tên không á. Xong chốt xong rồi cái xả cái nhà em nhận vô trong bao này. Xe 65 luôn. Con này hàng em xe 65 luôn. Đây mã công ty nam luôn dùng em xe trẻ mình con này. Hồi nãy xe con này mấy chị. Tổ ong cho chị Thu Phương Hàng Hoàng 39. Con này nãy xe bao nhiêu tiền trời. Năm mươi k luôn, chúc mã 50 luôn mình nhé. Comment lên mã 50, chị nào lấy 50 chúc 50 luôn mình ok. Năm 29 hết rồi, tình mỗi chút rồi. Ui, 52 đổ về, cái bộ này chắc đã lắm này, bộ găng nhá, bộ này chắc xứng lắm.
những cái mã này, cái này bị dơ xíu này, hay dễ mà giặt được. Tay 52 độ về lên mã bộ găng luôn dùng nguyên. Các con này nhúng nhùng nhùng luôn, 35kg, không phải lộn, 35k. Cái này size 65 chưa? Bộ này đẹp lắm chị nè. Mua bộ này đi. Bộ này chắc xứng. 35k luôn. C35k luôn, bộ đó em C59k. Mì hàng 49k luôn. Chị thanh đặc. Thanh đặc. Con này size 50 rồi. Con này nãy không sale mấy? 49 nghìn thôi à. Hàng siêu thị 49k. Size 52, 55. Lên mã mờ hồng, con này đẹp lắm, mua đi. Mờ hồng, con này đang sale bao nhiêu tiền? 99.000. Sale 49.000. 35kg đổ lại, giờ có hàng đắt thôi. Con này 49k mờ nhé, chị nào lấy mờ 49 chút mờ 49k luôn dùng là ok. Mờ 49, áo lụa phun bự. Hôm bữa con này lên hết sẵn sàng. Phun to nhé, áo lụa này size 65 luôn. Tặng 19k, chị nào đã có đơn chốt. Con này tặng 19k luôn. Hiện tại chị nào đang có đơn đã chốt những con này, chị em mình mang với mấy cái quần này, quần phòng, quần đồ cũng đẹp. Lên mã áo lụa 19k nha, mang với quần phòng cũng đẹp. Lên mã áo lụa, chốt áo lụa luôn nhưng ok. Nè, hồng một bộ bé này nữa nè, 59k mắt luôn. Con này size 15 độ về. Đây mã bộ bé 59k, size 15 độ về. Bộ này là hàng chính xác ra là hàng 79 hay 85 gì đấy. Đây mã bộ cam bé size 15, bộ này bộ có tông tàu. Đây bộ này 59k luôn, size 15. Rồi, nắng dài. Nắng dài hai lớp hàng son thơm. Ôi nắng ngắn, nắng ngắn. Nắng ngắn hàng son thơm hai lớp. Size 55 độ về. Lên mã nắng ngắn luôn dùng nguyên nhé. Sale luôn trẻ mình 89.000 luôn. Nhớ luôn dùng con này hai lớp nha. Nắng mà là nắng hai lớp. Sale luôn cho trẻ mình con này, giá lên luôn trẻ mình là 89.000 hai lớp nha. Rẻ quá này. Chị nào lấy nắng ngắn, lên nắng ngắn luôn dùng nguyên. Con này bộ bé bỏ riêng. Bé bỏ riêng. Con này sale 50 luôn. Áo nam sale 62. Sale 50 luôn. Hàng này em đang sale 65.000 rồi, là rẻ nhất nách rồi. Nhận hàng về con này ai cũng khen. Sale luôn trẻ mình con này luôn. 60. À quên lộn, 50k luôn. Chốt mã áo nam. Ui con này 89k hả? Chốt treo lên. Treo lên Nguyễn. Bao nhiêu người hỏi nắng ngắn mà lên nắng ngắn không chút. Áo nam size 55 nữa mình. Size 35k, sao em ngưng đi chị em mình. Lên hết nổi luôn rồi. Hai mươi mấy view thì không thể nào like nổi rồi. Rồi nha, em tắt like nha. Bye bye chị em mình luôn.